sa thú sĩ Kim Nhung Minh Giang Nhật Hà, mình chào sĩ Nhật Quỳnh, mình chào đạo hữu học trò. Như vậy là cũng tới giờ coi như chúng ta sinh hoạt rồi ha. Thôi thì hôm nay cái phần mà quy giới quý vị bỏ qua ha. Xin quý vị thông cảm ha. Bây giờ đi vào chương trình học. Trước tiên xin phép được tán dương ơn đức Tam Bảo. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc chánh biến tri đáng cúng dường, có nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành lãnh giữ lậu quần sinh. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc chánh tri đáng cúng dường, có nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành lãnh giữ lậu quần sinh. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc chánh biến tri đáng cúng dường, có nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành lãnh giữ lậu quần sinh. Tăng Araha Nikona Sang Yotang Buddhang Sirasa Namamitan Chabuddhang Ime Hisakare Hiapipum Chayami. Hồng danh Phật nhiều màu ứng cúng, chánh biến tri minh hạnh đủ đầy, đức ân thiện thể cao dày, bậc thế gian giải chỉ bày chân tâm. Vô thượng sĩ pháp thân tịnh diệu, bậc trượng phu điều ngự độ sanh, thiên nhân sư đấng cha lành, Phật đà toàn giác Thế Tôn trong đời. Tăng xoa kha ta đi có nạn sang vô tăng thầm măng sẽ là sai nam ma mi tăng cha thầm măng y mê hi sắc ca rê hi a phi phu cha gia mi pháp vi diệu cha lành kéo dài, lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền, vượt thời gian chứng vô biên, sát na đại ngộ hoặc nhiên liễu tường, đạo vô thượng đến rồi thấy rõ, hướng thượng tâm thoát ngõ vọng trần, trí nhân tự ngộ giả chân, diệu thường tịnh lạc pháp ân nhiệm mộc. Tăng sân kha ta đi cô nạ sân vô tăng sân khăn sẽ là xa nam ma mi tăng cha sân khăn y mê hi sắc ca rê hi a phi pu chế gia mi bậc diệu hạnh thinh văn thích tử, bậc trực hạnh pháp lưỡi thiền gia, bậc như lý hạnh tăng già, bậc chân chánh hạnh dưới tòa Thế Tôn, thành đạo quả bốn đôi tám chúng, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, cùng nghinh tín lễ một niềm, thánh chúng vô thượng phước điền thế gian. Rất thành lá tây gia sa quan đà mi, do nhờ quả đức của chư Phật, do nhờ quả đức của giáo pháp, do nhờ quả đức của chư tăng, nguyện cầu hồng ân tâm bảo tùy từ gia hộ đến quý vị trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tán dương ơn đức Tam Bảo đã xong. Hôm nay chúng ta có nửa tiếng đồng hồ trong sự sinh hoạt tùy duyên, và chúng ta sẽ được nghe huynh pháp hữu tiếp tục chương trình cho đến hết thời gian ha. Tức là 6 giờ rưỡi chúng ta kết thúc. Thì với nửa tiếng đồng hồ này, trong cái sự tùy duyên đã nói lên cái thời, cái vị, cái tính. Thời là thời gian chúng ta đương sinh hoạt. Chúng ta đang ở trong cái đạo tràng Phật giáo năm truyền, và chúng ta chỉ biết trong cái thời gian này chúng ta học hỏi được cái gì, chúng ta thấy được cái gì, cái ưu và cái khuyết, để chúng ta có thể tự chỉnh sửa chính bản thân của mình trong sự tu tập.
Và người ta nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Mỗi người, mỗi nước, mỗi non bước vào cửa Phật lập có một nhà. Vậy thì khi đến với đạo tràng này, chúng ta nương nhau để mà sống. Chúng ta học hỏi lẫn nhau những cái hay, cái đẹp. Và chính thấy những cái hay, cái đẹp đó, để rồi chúng ta tự chỉnh sửa để chính bản thân của mình. Thì với cái luân Phật giáo Nam Truyền này cũng đã hình thành trên 12 năm ha. 12 năm tồn tại của cái room này. Và chúng ta thấy với cái thời gian trôi qua, chúng ta dừng lại nơi cái room này, chúng ta có được tiến hóa hay là chúng ta đến cái room này để rồi mỗi ngày chúng ta đi xuống? Điều thiết thực là cái thời gian sinh hoạt trong room này đã đem lại cho chúng ta những lợi ích như thế nào, những sự khổ đau như thế nào. Đó là điều quan trọng chúng ta phải thấy. Rồi, cái vấn đề thứ hai là vị. Vị ở đây nói lên cái vị trí của cái room này. Một cái room Phật giáo, chúng ta thấy cái room này sinh hoạt nó đem lại lợi ích, hay là cái vô đây để rồi chúng ta nói chuyện tào lao, nói chuyện chính trị, nói chuyện ở ngoài huyện mà không đi vào chủ đề của Phật giáo. Thì cái vị trí của cái room này là một cái dấu ấn để cho chúng ta thấy nó quan trọng hay không quan trọng đối với đời sống tu tập của chúng ta. Đó là điều mà chúng ta cần phải nhận định để thấy được cái vị trí quan trọng, hay là cái vị trí này chúng ta gạt bỏ ra ngoài bởi vì không thích nghi. Đó là điều chúng ta phải suy tư. Thứ ba nữa là cái tính chất của cái room này, nó có trung thực, nó có trung thực để cho chúng ta thấy được sự thật hay không. Cái tính quan trọng của cái room này, nó có một cái giá trị hay là nó là vô bổ. Điều ở đây muốn nói lên cái vấn đề những cái vị sinh hoạt trên room này là những cái vị mà chúng tôi thấy mặc dầu đến sau nhưng mà hiểu biết về giáo pháp. Đây là những vị trưởng lão, và trưởng lão thực sự của room này đó là Thích Nhật Quỳnh ha, rồi Thích Meta, quý vị biết cũng trên 70 tuổi rồi, lão lai tài tận rồi. Thì chúng ta cũng phải có một cái vấn đề hỗ trợ như thế nào. Nghe nói đây trên 70 tuổi rồi, cái tự nhiên cảm thấy rồi gần đất xa trời, cho nên thấy khóc ha. Quý vị thấy Thích Nhật Quỳnh ha, nghe nói tới trên 70 thì thấy buồn rồi ha. Thôi, thời oanh liệt nó trôi qua ha, bây giờ coi như già nua lẫm cẩm ha, rồi cái sức khỏe không còn bao nhiêu ha, rồi nuối tiếc về quá khứ, cho nên thấy đã khóc mà khóc cũng không thấy nước mắt nữa. Quý vị thấy nó Thích Nhật Quỳnh mà khóc mà không có nước mắt, đó cũng là một cái điều người ta nói rằng thất thập cổ lai hy. Một gương mặt khóc mà không có nước mắt, đó là một điều hy hữu ha. Chị Meta năm này cũng 78 rồi ha, quý vị thấy lớn tuổi, nhưng mà chính xác như Sư Thiền Vũ nói, đó là những cái tấm gương, những cái bậc đàn anh, những cái bậc trưởng lão đi trước đã có được một cái sự trải nghiệm qua sự tu tập. Và chúng ta nghĩ về cái room này thì chúng ta thấy đây là một cái nhà ha, đây là một cái ngôi nhà thân ái. Và
chúng ta đến đây với một cái tinh thần coi như là rộng mở, cảm thông. Chúng ta có thể giải bày, trao đổi những cái điều nỗi niềm mà chúng ta khó giải quyết. Thì cái room này là một cái room mà chúng ta có thể bày tỏ những cái tâm sự đó, là những cái sự vướng mắc trong sự tu tập. Chúng ta có thể mạnh dạn đưa tay nêu lên những cái sự thắc mắc, để rồi chúng ta xích lại gần nhau. Đây cũng là một cái điều trong sáu pháp diệt hòa. Thì chúng ta mong rằng những vị đến sau, người ta nói sống sau thì xô dạt sống trước. Ở đây không có cái ý nghĩa là có mới nơi cũ, mà quý vị hãy nghĩ rằng đây là một ngôi chùa, đây là một ngôi chùa, nó có một cái tình thân ái mà chúng ta hỗ trợ, tế độ lẫn nhau trên cái sự tu tập. Chứ không phải nói rằng bây giờ cái ông này, cái bà kia già cả quá đát rồi, thôi cho về hưu. Không được. Chúng ta phải lấy những cái vị đó là những cái tấm gương sáng, để rồi chúng ta bị trở ngại, chúng ta bị vấp phải những cái lỗi lầm như thế nào, thì chúng ta phải học hỏi những cái vị tiền bối đó. Chứ không phải là chúng ta thấy ô sinh già rồi, về hưu đi, vô cái trại dưỡng lão đi, ngồi đó chơi để tuổi trẻ chúng tôi có thể làm việc, giống như cái trường hợp ở tại Koh Samui ha. Chư tăng là bất hòa, Đức Phật cứ can ngăn, hãy đoàn kết với nhau, hãy sống với nhau như nước với sữa, để có một sự cho chan hòa lẫn nhau trong cái sự đoàn kết, trong cái sự hòa hợp. Thế mà các cái vị chư tăng trẻ đâu mới nói rằng ngài lớn tuổi rồi, ngài an hưởng quả vị niết bàn của ngài đi, còn cái chuyện này là chuyện của chúng con, để chúng con làm sáng tỏ vấn đề. Khuyên bảo thứ ba lần nhưng mà chư tăng ngoan cố, đệ tử mà đối với thầy còn ngoan cố như vậy. Rồi Đức Phật nói thôi, vô duyên đối với cái nhóm này. Thì Đức Phật vô rừng sống một mình. Thì ở đây chúng ta lấy câu chuyện đó làm gương ha, lấy câu chuyện đó làm gương, để rồi chúng ta sống có sự tôn kính lẫn nhau. Bởi vì trong sáu cái pháp mà tôn kính thì có cái vấn đề Padisantha Raga Rabu, tức là cái pháp thứ sáu, phải tôn kính lẫn nhau trong sự giao tiếp. Vậy thì bây giờ mình dở, mình không được, mình đến sau, mình chưa biết cái thể lệ, mình chưa biết cái phương pháp như thế nào, thì mình phải học hỏi. Khi nào mình thuần thục, mình giỏi rồi thì mình mới có thể là có cái tâm ngã mạn, nói tôi hay tôi giỏi. Nhưng mà bây giờ mình dở mà mình không chịu học á, thì đó là một cái điều mà chúng ta không thể tiến hóa được. Thì như vậy cái ý của chúng tôi muốn nói lên cái vấn đề này. Bởi vì quý vị cũng biết là sư Nhật Quỳnh công việc cũng nhiều, lo cái room này, rồi lo cái room Pháp Cú Kinh, rồi lo cái room Bút Hát Thầm Má. Có nhiều khi công việc bận rộn, sức khỏe tổn giảm, nhưng mà vẫn nhiệt tình. Đó là một cái tấm gương mà cá nhân của chúng tôi rất là thán phục. Rồi Siết Mê Ta sao? Cũng lớn tuổi nhưng mà tinh thần học hỏi không biết mệt mỏi. Đó là một cái tấm gương mà chúng tôi thấy rằng những cái vị trẻ
chưa chắc trên cái tinh thần học hỏi bằng Siddh Metta. Quý vị có đồng ý không? Chúng tôi nói đây không phải là tán dương người vắng mặt. À, hôm nay Siddh Metta không có mặt này. Không phải chúng tôi nói như vậy là đề cao Siddh Metta lên, nói xấu người vắng mặt. Đây không phải nói xấu, mà tán dương khâm phục Siddh Metta. Quý vị biết cái môn vi diệu pháp là một môn rất là khó học. Ở dưới đất á, vô trong chùa á, nhiều khi quý vị nhìn cái bảng nêu á, à, xanh đỏ trắng vàng mấy cái chấm chấm chấm, nhìn vô là thấy mờ mắt, hoa con mắt, à, nó lộn xộn, nó xin lỗi. Xanh xanh đỏ đỏ thì mấy đứa nhỏ nó mừng, nhưng mà bây giờ xanh xanh đỏ đỏ mà bây giờ bà già mà còn tiếp thu được nó, thì cái điều này chúng tôi rất là quan hỷ. Bởi vì Siddh Metta trong quá khứ đã từng tu tập, à, cho nên hôm nay tiếp thu với cái tuổi 77, 78 mà vẫn tiếp thu cái môn vi diệu pháp một cách mà chúng tôi thấy rằng tuyệt vời. À, trên tinh thần học hỏi vui vị như vậy thì bổn phận trách nhiệm của chúng tôi không lẽ để cho quý vị khi dễ hay sao? À, thì nói lên cái điều này, cái môn vi diệu pháp, à, những cái người mà tuổi trẻ chưa chắc, à, với cái nhiệt huyết của mình, với tuổi trẻ, với trí tuệ của mình chưa chắc đã tiếp thu một cách trọn vẹn. À, nhưng mà Siddh Metta đây là một cái tấm gương trong đạo tràng này. À, quý vị thấy à, học hỏi không mệt mỏi, đây là một cái tinh thần mà chúng tôi nghĩa là khi mà thấy Siddh Metta đến với đạo tràng chúng tôi luôn luôn trân trọng. À, bên chào của tu nữ Phúc Hạnh vừa đến với pháp hội. Vậy thì với cái vai trò của cái Luân Phật Giáo Lâm Truyền, à, thì quý vị thấy rằng chúng ta nên duy trì hay là chúng ta nên thôi nghỉ đi, à, mình có những cái luân khác mình sinh hoạt, à, mình coi như có lợi ích hơn, còn cái luân này vô nói chuyện thào lao ha, rồi cái luân này không đem lại những cái sự thiết thực trong cuộc sống của mình, tức là mình có những cái gì thắc mắc không được hỏi, hoặc là mình hỏi rồi nói rằng mình hỏi những cái chuyện vu vơ ha, thì như vậy, à, quý vị thấy cái luân này chúng ta cần duy trì phát triển, hay là chúng ta thấy rằng cái vai trò của những người hướng dẫn cái luân này, ví dụ cá nhân của chúng tôi cũng trên cũng là thất tộc rồi, trên thất tộc rồi, à, rồi Siddh Nhật Quỳnh, Siddh Metta, những cái người mà coi như là có vai trò điều hành gương mẫu trong room này toàn là già cả, lão lai tài tâm, mà chính cá nhân của chúng tôi thì nhiều khi cũng lú lẫn. Để rồi người ta nói chúng tôi rằng bạc đầu đại đức phải chăng, tuổi già trí kém gọi rằng lão ngu, à, bởi vì quý vị biết là trên cái tuổi 70 thì sức khỏe tổn giảm nè, trí tuệ lu mờ nè, mắt cũng muốn hết thấy đường luôn à, rồi nhiều khi bị phân tâm, à, như trường hợp vừa rồi chó sủa phải chạy ra ngoài. Nhưng mà khi chó sủa chạy ra ngoài như vậy thì quý vị phải linh động. À, Sư Kim Nhung thiếu kinh nghiệm trên cái vấn đề này. Tại sao thiếu kinh nghiệm? Đạo tràng chúng ta sinh hoạt không thể để trống, bởi vì đây là một cái room, một cái phòng chát bằng giọng nói, mà cái phòng này mà chúng ta để im lặng thì nó chết. Muốn sống thì phải nói, còn muốn chết thì im lặng, mà cái vô đây mà im lặng là chết. À, cho nên trong cái thời gian mà nếu chúng tôi bận công việc gì, có chư tăng đến, chúng tôi luôn luôn sẵn sàng nhường.
Cái giờ đó là giờ của Ngài Liễu Tông. Cái giờ đó là giờ của Ngài Pháp Thanh. Cái giờ đó là giờ của Huynh Kinh. Cái giờ đó là giờ của Huynh Pháp Hữu. Thì chúng ta phải tôn trọng những cái vị giảng sư đó. Chúng tôi chẳng qua là trật tự kiểm soát đạo tràng để cho đạo tràng được trang nghiêm. Quý vị sinh hoạt trong cái tâm mà coi như nó thanh tịnh để lắng nghe, hoặc là để thấy rõ được cái pháp nó như thế nào. Thế nên nhắc lại là Sĩ Kim Nhung khi nãy nếu chúng tôi vắng mặt thì cứ tiếp tục. Hiện trạng của chùa Ngọc Đạt bây giờ, xin nói thẳng cho quý vị biết là cái tình trạng bây giờ ở Việt Nam thì cái vấn đề Covid này nó phát triển nhiều lắm rồi, và chùa thì đóng cửa. Những ai đến với chùa có điện thoại chết, hoặc là đến cổng chùa điện thoại chúng tôi đang mở mặc dù không khóa. Còn những cái người lạ thì chúng tôi không tiếp, bởi vì bây giờ mình không biết sống chết thế nào, đường sinh tử hồn ai nấy giữ. Bởi vì mình không biết họ là ai, xin của chùa tu chúng tôi cũng không dám nhận. Thấy lạ cũng sợ, và nhất là những người lạ họ đã từng đến đây khủng bố chúng tôi. Họ cầm một cái ống chích vô chùa ha, cho xin 500 ly. Chúng tôi phải móc 500 ra được. Tại sao cái tiếng nói của họ có uy lực vậy? Họ chỉ cần cầm cái ống chích cho xin 500 đi. Chúng tôi phải móc 500 ra đứa. Không đưa thì cầm ở mũi kim nó lụi mình cái thì sao? Rồi chùa bây giờ quý vị biết rằng nhập hạ 4 vị, cả chúng tôi nữa là 4. Nhưng mà rồi những cái vị đó ở trong phòng, hoặc là những cái vị đó có công chuyện phải đi đây đi đó thường xuyên, thì coi như chúng cá nhân của chúng tôi thì thường trực nhiều hơn ha. Thì cái tình trạng bây giờ Covid nó hoàn thành bất cứ tỉnh nào cũng có hết, và phải đề phòng. Và theo những cái văn bản mà ở tỉnh của hoặc là giáo hội đưa xuống thì không nên tụ tập. Và cái vấn đề giãn cách ly thì cái vấn đề phải đóng cửa chùa là chắc ăn nhất. Rồi khi nãy tại sao chó sủa? Quý vị biết công ăn việc làm bây giờ cũng hạn chế, tụ tập, hoặc là công ty xí nghiệp bây giờ cũng biên chế, hoặc là nhiều khi đóng cửa, thì cái đời sống của người ta, dân chúng không được ổn định, và thế là tệ nạn xã hội phát sinh. Chúng tôi đã tịch thu được mấy cái cần câu, lưới, rồi đồ bắt cá, tức là trèo tường vô, để rồi coi như đi bắt những con cá ở chùa. Và ở chùa này thì chúng tôi nuôi chẳng qua là có vấn đề để tạo cái cảnh, và người ta họ đem tới họ phóng sinh, chứ không phải nuôi để mà có vấn đề kinh tế. Nuôi cả mấy năm trời rồi, cho nên cá cũng hơi lớn. Và chính những con cá đó mà làm cho đạo tràng của chúng ta bị gián đoạn. Gián đoạn ở đây có nghĩa là chó sủa chúng tôi phải chạy ra ngoài. Một đêm như vậy có thể chạy ra chạy vô mấy lần. Thì như vậy có của cũng khổ vì của. Chùa to hoặc lớn cũng khổ chứ đâu có sướng gì đâu. Nhưng mà bây giờ không có trách nhiệm, không có bổn phận thì quý vị nghĩ sao? Người ta nói mấy ông sướng quá, ăn ngủ không có lo cho tam bảo, không gìn giữ gì đồ của tam bảo thì sao? Cũng khó khăn chứ, cũng giống như đạo tràng. Bây giờ chúng ta sinh hoạt
Nhưng mà trong sự sinh hoạt của chúng ta không có một sự gắn kết. Nhập quần lớn tuổi nè, nhiều khi bận rộn rồi, bây giờ ai ai phụ giúp cho sĩ nhập quần? Ở đây trước tiên nói về cái vấn đề thị giả cho Ngài Liễu Tông đi. Thị giả cho Ngài Liễu Tông thì bây giờ sĩ nhập quần có một thời gian sĩ trần đạo nè, khi kẹt thì có sĩ mê ta liên phụ, nhưng mà sau này á thì sĩ Nguyên Trang rảnh rỗi cũng đến với đạo tràng. Quý vị thông cảm là sĩ Nguyên Trang thì công việc của gia đình ha, chồng con rồi trách nhiệm bổn phận, thỉnh thoảng khi nào rảnh mới vô được đạo tràng, chứ đâu phải là cái vấn đề sĩ Nguyên Trang rảnh rỗi như sĩ Nhật Quỳnh được ha. Rồi sĩ Nguyên Trang phụ giúp, đó cũng là một cái điều mà cái room này tương đối ổn định, nhưng mà không thể ý lại nơi sĩ Nguyên Trang, mà chúng ta cần phải có một vài người phụ giúp. Ở trong room này thì chúng tôi thấy rằng Quynh Giang Nhất Hà là một ha, rồi sĩ Duyên nếu mà rảnh cũng có thể phụ giúp được trong cái vấn đề MC ha. Sĩ Thiện Vũ nè, sĩ Kim Nhung nè, sĩ Hà nè, sĩ chiếc lá mùa xuân ha. Bây giờ quý vị đó có thể hỗ trợ để cho sĩ Nhật Bình nhẹ nhàng một chút, bởi vì người lớn tuổi mà khi mà đã làm một cái việc gì quá tải thì chúng ta thỉnh thoảng cũng thấy sĩ Nhật Quỳnh mệt mỏi quá, mệt mỏi. Và quý vị trợ giúp được như vậy thì sĩ Nhật Quỳnh có sức khỏe còn chăm lo cho những cái việc khác lợi ích hơn. Trong khi mà quý vị phụ giúp sĩ Nhật Quỳnh thì sĩ Nhật Quỳnh rảnh thời gian sẽ chuẩn bị những câu hỏi để sự sinh hoạt của chúng ta được liên tục, nhất là cái giờ của Ngài Liễu Tông. Họ nói đọc sách 3 năm không bằng nói chuyện trong 1 tiếng đồng hồ. Cái điều đó rất là chính xác, rất là chính xác. Bởi vì bao nhiêu chất xám của chúng ta nặng ra từng câu hỏi khó lắm, chứ mình phải có kiến thức. Mà kiến thức mình đọc 3 năm thì trong vòng 1 tiếng đồng hồ này chúng ta đặt ra mấy câu hỏi, thì trong những câu hỏi đó nó sẽ cô đọng, hoặc là chính cái sự tu tập của chúng ta bị vướng mắc, thì trong cái sự vướng mắc này được gỡ rối tơ lòng là một cái điều hạnh phúc của người. Mà khi có những cái giày vò của nội tâm thì quý vị cảm thấy đau khổ ghê gớm. Đó là những phiền não, đó là những sự ngủ ngầm mà để rồi chúng ta không giải tỏa thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị tâm bệnh. Mà ngày Chủ Nhật chúng ta gỡ rối tơ lòng, tức là tâm bệnh của chúng ta được giải tỏa, thì sung sướng gì bằng. Thì như vậy sĩ niệm từ vừa đến là sĩ niệm từ cũng có thể trở thành một vị thị giả, một vị MC để hỗ trợ cho đạo tràng, nhất là trong giờ của Ngài Diệu Tông hôm nay vắng mặt sĩ Nguyên Trang, sĩ Hà, rồi sĩ Chiếc Lá Mùa Xuân. Thì bây giờ có Huynh Giang Nhất Hạ, thì Huynh Giang nghĩ sao cái vai trò của MC đối với ngày Chủ Nhật, đối với quý vị ở nước ngoài thì đó là ngày thứ bảy ha, ngày thứ hai nhé. Thì bây giờ Huynh Giang nghĩ sao? Lên tiếng đi hả? Rồi bây giờ sĩ Kim Nhung nghĩ sao, có thể phụ giúp được không? Rồi bây giờ sĩ Nhật Quỳnh có ý kiến hả? Hồi nãy giờ nói sĩ Nhật Quỳnh buồn mà khóc hồi nãy hả? Rồi bây giờ sĩ Nhật Quỳnh bây giờ có thể có ý kiến.
Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ phước hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Và con xin sám hối với ngài và đạo tràng. Nhà thật sự là hôm nay không biết sao con đuối quá, con nằm con ngủ quên mất tiêu. Con vào rung trễ, nên ra con không có lễ bái Tam Bảo thế cho sức Tam Phương được. Mà Tam Phương thì cũng không có nhờ. Nhưng đúng lý ra thì con phải vào sớm để con điền khuyết. Nhưng mà con ngủ quên mất tiêu luôn. Con giật mình vậy, con vô đồng hồ thì tới 4 giờ rưỡi rồi. Dạ, thành ra con xin sám hối với ngài và đạo tràng. Và con cũng xin sám hối với ngài. Ngày hôm trước con cũng thấy là trong đạo tràng lúc này có những vị trẻ rất là giỏi, nên con xin phép ngài con về hưu. Ngài không cho thì thôi, chứ ngài làm gì ngài cho con ăn chè dữ vậy. Dạ, con vừa đúc đầu vô là ngài vũa te tua vậy. Dạ, con xin sám hối với ngài. Nếu ngài hoan hỷ cho con về hưu thì con về, còn ngài không hoan hỷ thì con sẽ tiếp tục phục vụ Tam Bảo đến khi nào mà không còn ngồi nổi nữa thì thôi. Chứ có đâu mà ngài vũa dữ vậy, ngài cho ăn chè dữ vậy. Dạ, con một lần nữa con xin sám hối với ngài và xin sám hối đạo tràng. Dạ, bây giờ thì đã, con thấy, tại con thấy tới giờ rồi con mới đưa tay để tới hồi một chút nữa Huynh Pháp Hữu vào thì con không có nói gì được nữa. Dạ, bây giờ thì con kính nhân mít đến đạo tràng ạ. Con thấy Huynh Pháp Hữu chưa vào. Dạ, con kính nhân mít đến đạo tràng. Mời quý vị có ý kiến. Dạ, nhưng không biết đâu, bữa Nhật Quỳnh có xin với ngài rồi. Dạ, xin ở sau lưng rung mình nè. Nói bạch ngài thôi, bây giờ con thấy trong đạo tràng nhiều vị rất là giỏi, nên là cho con phép con về hưu đi. Mà ngài không cho, mà bây giờ ngài còn cho ăn chè nữa. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng ạ. Alo, 123, 123, đồng hồ của chúng tôi là 5 giờ rồi, nhưng mà Huynh Pháp Hữu chưa thay vào. Thì qua sự trình bày của Sư Nhật Quỳnh, quý vị thông cảm. Sư Nhật Quỳnh cũng công việc nhiều quá, sức khỏe cũng tổn giảm. Thì bây giờ phải có người thay thế, có người coi như hỗ trợ. Thì chúng tôi thấy rằng bây giờ trước tiên mới nói đến cái vấn đề mà MC nè, thị giả nè. Thì trong vấn đề thị giả để cho cái giờ của ngài Liễu Tông được linh động, chúng ta học hỏi nhiều hơn những cái chương trình khác của cái room này. Thì cái giờ của ngài Liễu Tông, người ta nói rằng đọc sách 3 năm không bằng nói chuyện 1 giờ. Thì cái giờ của ngài Liễu Tông là một cái giờ quan trọng. Cho nên chúng tôi mong rằng những các vị trong room này có khả năng, như là Huynh Thính Pháp nè, mới đến với đạo tràng ha, Huynh Nhai Giang Nhật Hà nè ha, Xích Duyên nè, Xích Hà nè, Xích Chiếc Lá Mùa Xuân ha, vân vân, Xích Thiền Vũ, Xích Kim Nhung nè, Quan Hỷ hỗ trợ để cho Xích Nhật Quỳnh coi như rảnh rỗi tìm những câu hỏi để cái đạo tràng của chúng ta không có trống vắng. Chúng ta học phải hỏi, bởi vì pháp học mà, học là hỏi là hiểu nhớ, tiếng cái vai trò của pháp học để chúng ta thấy ra được sự thật, và khi đó chúng ta mới đi vào pháp hành. Chúng ta chưa học mà chúng ta không hiểu này, chúng ta không hỏi này, rồi sao chúng ta nhớ được. Cho nên trong vấn đề đến với đạo tràng, chúng ta phải mạnh dạn thể hiện học hỏi hiểu nhớ, và có được như vậy thì chúng ta mới đi qua pháp hành được.
Thì bây giờ mong rằng những vị này quan hỷ hỗ trợ cái vai trò thị giả trong cái ngày Chủ nhật đối với ngày Lưu Tông. Còn hôm nay cái vấn đề mà coi như lễ bái Tam Bảo thì quý vị cũng đủ khả năng, thì chúng ta có thể chia ra một tuần 7 ngày như vậy thì mỗi ngày một người. Nhưng mà đã chia ra như vậy rồi, nhưng mà hôm nay là Sư Tâm Vương không có mặt. Quý vị thấy à, trách nhiệm bổn phận để đâu à? Chúng ta phải ý thức. Nếu mà chúng tôi cũng giống như Sư Tâm Vương ha, thì hôm nay cũng quên mở rung luôn. Bởi vì buồn nào rồi cũng trôi qua, chỉ có buồn ngủ không tha đến này. Ngủ ngủ nướng sướng quá mà. Cái giờ này ở Việt Nam mà sợ quý vị thấy là ngủ là hết, không biết mình tên tuổi là gì nữa. Sướng lắm, đây là mưa mưa nữa. Thì chỉ có anh chàng buồn ngủ này là không tha anh chàng nào hết. Nhưng mà nếu mà chúng tôi cũng như Sư Tâm Vương ngày hôm nay thì chắc rằng xong ngay ha. Nhưng mà Sư Nhục Quỳnh thì mệt mỏi không nói gì ha, lo công việc nhiều, 4 giờ mấy rồi mới vô thì vẫn có trách nhiệm bổn phận. Rồi sa tu huynh pháp hữu đã đến với pháp hội rồi, rất là hoan hỷ. Rồi bây giờ coi như vị nào hoan hỷ thỉnh pháp sư. Hôm nay Sư Kim Nhung ha, khi nãy lễ bái Tam Bảo này, bây giờ Sư Kim Nhung quan hỷ thỉnh giảng sư ha. Alo, Sư Nhật Quỳnh đưa tay nha. Sư Kim Nhung đồng ý rồi. Nhục Bình thấy bàn tay Kim Nhung rồi thấy bỏ xuống, thấy đưa lên. Dạ thôi để cho phép con thỉnh pháp sư để chuộc lỗi con vào rung trễ ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ. Nam Mô Tham Ma Dạ. Nam Mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Một lần nữa Nhục Bình kính chào đạo tràng. Dạ con tri ân Ngài, cảm ơn Thiên Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu, và kính chào huynh pháp hữu và kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh đắc tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được huynh pháp hữu giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Ta Ha Sa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng thi thường chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nhĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhâm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trận Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh Ngài thuyết pháp nơi đàn tử vi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ đạo tràng đang trang nghiêm thanh tịnh, Nhục Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính mời huynh pháp hữu đăng đàn để giảng giải bài học ngày hôm nay: tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết.
trang 20, tiềm năng giải thoát của cái chết. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa, và kính mời huynh. Dạ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Con kính đảnh lễ sư tỷ đức, kính đảnh lễ quý chư tông đức tăng ni, kính chào quý anh chị. Trước hết thì xin kính mời tất cả lắng tâm thanh tịnh để cùng chúng tôi lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Svakkhato Bhagavata Tammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangkhang Namami. Cội Bồ Đề, trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng. Con xin lại đấng đại hùng, rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Bát thánh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân. Chân truyền diệu pháp thánh nhân, con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành. Hòa hợp chúng tăng già thanh tịnh, đức vô song tứ thánh sa môn. Thừa hành di giáo thế tôn, đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ namassami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin quy kính Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Đó là xong cái phần lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Bây giờ thì chúng tôi xin đi vào đề tài của buổi chia sẻ đàm luận Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa quý chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý anh chị đạo hữu, hôm nay thì chúng tôi tiếp tục trình bày một chương, chương 20 về của cuốn sách Tỉnh Thức Đối Diện Trước Bệnh Tật và Cái Chết, lời Phật dạy trong Kinh Văn Nguyên Thủy của Ngài Tỳ Khưu Anālayo, mà chúng tôi đã chia sẻ trình bày một lần năm ngoái, thì năm nay là làm trình bày lại lần thứ hai. Và chương 20 này thì có tựa đề là tiềm năng giải thoát của cái chết, tức là có ý của Ngài Anālayo nói rằng chết không phải là hết, nhưng mà trong cái giờ phút cận tử, không phải là sau khi chết mà khi cái người đó còn sống mà gần chết cận tử, thì vẫn có được một cái tiềm năng, cái khả năng để mà tiến đến giác ngộ giải thoát, có thể đắc đạo quả được. Và Ngài đưa ra một cái bài kinh, trong đó Đức Phật và các vị trưởng lão đã hướng dẫn một cái vị đệ tử hấp hối trong cái những giờ phút cuối cùng như thế nào, và vị ấy cuối cùng đắc được đạo quả giải thoát. Thì đó là cái đó là lý do tại sao mà Ngài Anālayo đưa ra cái tựa đề của chương này. Thành thử ra nếu mình không có đọc cái chương cuốn sách thì mình thấy nó hơi lạ, thấy hơi lạ lạ, nhưng mà khi mình đọc rồi thì mình hiểu cái ý của Ngài rồi vậy. Và cũng để ôn lại thì cuốn sách này Ngài viết ra theo lời yêu cầu của một người bạn đạo đạo hữu, đó là giáo sư Đỗ Chính Dây. Giáo sư là người Đài Loan, có nghiên cứu nhiều, quen thuộc nhiều với bộ kinh A Hàm của Hán Tạng. Thì hai người quen nhau là khi Ngài Anālayo bắt đầu học chữ Hán, rồi bắt đầu nghiên cứu tạng Agama, tạng A Hàm, thì Ngài có đi qua Đài Loan, có trao đổi với nhau và quen biết được một số tăng ni và cư sĩ có nhiều nghiên cứu, có nhiều kinh nghiệm hiểu biết về kinh A Hàm. Thì khi giáo sư Đỗ Chính Dân được bị bệnh rồi được biết
có kết quả về thử nghiệm thì biết rằng mình là bị bệnh ung thư trong giai đoạn cuối. Thì giáo sư có dành thì giờ để mà tìm đọc những cái lời giảng của Đức Phật nói về cái bệnh và cái chết, để giúp cho giáo sư có nhiều nghị lực, có nhiều cái sự an ủi cũng như niềm tin để đối phó với những cái cơn đau hành và cuối cùng là cái chết cận kề của mình, của chính mình. Và giáo sư có đề nghị với ngài Analayo, lúc đó thì ngài ở trong một cái dự án là so sánh đối chiếu tạng Pali, kinh tạng Pali với lại kinh tạng A Hàm của Phật giáo Trung Quốc. Thì ngài đề nghị là làm sao ngài Analayo làm sao trích ra những cái bài kinh trong A Hàm của Hán tạng để mà thành một cái tập sách nhỏ giống như một cẩm nang, giúp cho những người bị bệnh hoặc nan y hoặc những người trong giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, họ đọc để họ có được cái niềm tin, có sự an ủi ở trong đó. Ngài Analio thấy cũng đó là một cái ý kiến đề nghị rất hay, thành thử ra ngài soạn cái cuốn sách này có 24 chương. 12 chương đầu là nói về cái bệnh, làm sao chúng ta đối phó với lại những cái bệnh và những lời Phật dạy thế nào, những cái trường hợp Đức Phật và chư tăng dạy đệ tử phải đối phó với bệnh như thế nào. Và 12 chương tiếp, tức là từ chương 13 đến chương 24 là nói về cái chết. Thành thử ra các anh chị nào mà chưa có theo dõi hoặc là quen thuộc với những gì chúng tôi trình bày trong suốt gần 6-7 tháng qua thì có lẽ cũng hơi ngạc nhiên. Tại sao mà lúc này anh Bình lại có vẻ bi quan, lúc nào cũng nói về cái chết, cái chết, cái chết. Thật sự nó là lý do là như vậy. Lý do là chúng tôi trình bày trong cái cuốn sách này mà 12 chương đầu thì nói về cái bệnh là trình bày qua rồi. Bây giờ từ chương 13 đến chương 24 là nói về cái chết. Và cuối cùng phần kết luận thì có các hướng dẫn hành thiền dựa trên cái bài kinh Girimandanda mà chúng tôi có trích ra và in thành một cái tập sách nhỏ như là cẩm nang, và có đem về Việt Nam hồi tháng 2 vừa qua, có trình bày trong những buổi nói chuyện từ Nam ra Bắc ở Sài Gòn, Đà Nẵng cũng như ở Hà Nội, mỗi nơi 3 buổi để trình bày cái tập sách này có 10 cái pháp quán tưởng mà chúng tôi cũng sẽ trình bày trở lại khoảng một tháng nữa sau khi hết chương 24 thì chúng tôi sẽ trình bày trở lại cái tập sách nhỏ đó như là một cẩm nang hành thiền mà mình thấy rất là cần thiết. Và không phải là chỉ đề cập đến kinh A Hàm, mà khi mà trong mỗi chương như vậy, mặc dầu trọng tâm là để giới thiệu kinh A Hàm với lại độc giả Tây Phương, bởi vì người Tây Phương họ không có biết nhiều về kinh A Hàm, chưa có được dịch ra tiếng Anh hay tiếng Đức gì hết. Chỉ có một phần thôi chứ chưa có hoàn tất. Họ và các nhà học giả cũng như chư Tăng Ni đang trên cái tiến trình dịch. Chúng tôi biết rằng cái tạp A Hàm thì dịch ra sang tiếng Anh rồi, còn Trung Bộ, Trung A Hàm thì hình như là chưa xong. Còn chúng ta còn có Trường A Hàm, rồi có Tăng Nhất A Hàm, còn nhiều. Người Việt chúng ta có may mắn, người Việt chúng ta thật sự là rất sức là may mắn. Nhiều khi mình có cái mặc cảm thua kém, thì thật sự nếu mình nhìn vào trong cái phương diện mà dịch thuật thì mình thấy là mình phải nên hãnh diện và tri ân chư Tăng Đức cả hai tông, Bắc Tông và Nam Tông đã bỏ thì giờ công sức để dịch ra cho mình đọc, nghiên cứu. Thứ nhất là tạng bên Pali của Nam truyền. Thì ngay tối hôm qua chúng tôi có ngồi xem lại, thì mình rất là hoan hỷ và cũng xin báo cho các anh chị biết, anh chị nào chưa biết. Thì chúng ta đều biết là kinh tạng thì đầu tiên từ Pali, đầu tiên cho ngài Minh Châu, Hòa Thượng Minh Châu dịch ra tiếng Việt. Thật sự ra nói thì ngài chỉ dịch trọn Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tương Ưng Bộ Kinh thôi. Riêng về Tiểu Bộ Kinh có 15 tập thì ngài chỉ dịch tới 10 tập đầu thôi. Cho tới chuyện tiền thân, chuyện bổn sanh thì ngài chỉ dịch được có một hai chương thôi. Sau đó có lẽ vì nhiều lý do khác nhau ngài không có dịch. Và giáo sư Trần Phương Lan tiếp tục dịch cho hết cái bộ chuyển tiền thân. Như vậy chỉ có 10 quyển đầu của 10 bộ đầu của Tiểu Bộ Kinh thôi. Nhưng mà sau đó thì khoảng
15 năm gần đây thì giáo sư thì tỳ khưu thì Idachanda sư chánh thân sư ta tiếp tục dịch cho tới năm ngoái thì coi như hoàn tất năm cái bộ năm bộ còn lại của tiểu bộ kinh. Thành thử ra có thể nói rằng cái phần tiểu bộ kinh thì có hai người dịch, ngài hòa thượng Minh Châu thì dịch đó cho tới 10 tập đầu, rồi sư Indachanda sư dịch cho toàn bộ 15 tập. Thành thử ra và như vậy thì chúng ta coi như là phần kinh tạng Pali đã hoàn tất dịch ra tiếng Việt, có phổ biến trên mạng. Không biết có nghe rõ chỗ này không? Chị Nguyên Tuệ có nghe rõ. Thế nên mình rất là may mắn. Bởi vì ngoài các bản BTS của tiếng Anh thì hầu như những cái thứ tiếng khác họ chưa có dịch ra. Như có chỉ có một bản của Thái và một bản của Sri Lanka thôi. Còn những cái quốc gia khác là họ chưa có dịch ra thành cái tiếng của tiếng hiện đại, tiếng ngôn ngữ hiện đại của quốc gia họ. Mà mình đã có đầy đủ rồi. Toàn bộ kinh tạng Pali. Rồi đây chúng tôi nói về Nam truyền trước ha. Kinh tạng Pali. Rồi về bộ A Tỳ Đàm. Bộ A Tỳ Đàm thì ngài Hòa thượng Tịnh Sử đã dịch lâu rồi. Ngài lấy là Vô Tỷ Pháp hay là Vi Diệu Pháp. Bây giờ đã được hiệu đính 2-3 lần, coi như toàn bộ 7 bộ của tạng A Tỳ Đàm, tạng Vi Diệu Pháp hay là Vô Tỷ Pháp được dịch ra tiếng Việt, phổ biến khắp nơi. Đó là về phần luận. Rồi về phần luật thì trở lại là ngài Indachanda thì khưu chánh thân ngài cũng đã dịch. Sau khi ngài hoàn tất luận án tiến sĩ thì ngài dịch cái đó trước, là cũng hoàn tất dịch toàn bộ ra tiếng Việt. Là chúng ta có kinh luật luận là từ Pali là dịch ra tiếng Việt và phổ biến. Chẳng những in thành sách mà phổ biến trên mạng, trong trang web của chúng tôi cũng có một bản. Thấy như vậy, hoàn tất hết kinh luật luận. Về bên Hán Tạng thì bộ kinh tạng, tức là bộ A Hàm, cũng đã được dịch 2 lần. Lần đầu là của Hòa thượng Thiện Siêu soạn dịch với lại Hòa thượng Thanh Từ dịch ra Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạp A Hàm. Chúng ta dịch ra tiếng Việt, tiếng Việt hiện đại. Và sau này thì có thầy Tuệ Sĩ tiếp tục dịch, và thầy Đức Thắng dịch lần thứ hai. Thì chúng ta có 2 bản dịch về 4 bộ A Hàm. Và về luật thì từ giữa từ những cái điểm bắt đầu, nhưng mà rất tương tự như luật Pali, luật tứ phần, luật Maha Tăng Kỳ cũng đã dịch ra tiếng Việt. Còn về các luận thì nhiều chưa hoàn tất, chưa hoàn tất, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng trong tương lai sẽ có các ngài cũng tiếp tục dịch như vậy. Thì chúng ta thấy có rất đầy đủ để cho chúng ta học hỏi, học tập, nghiên cứu này kia. Chỉ có cái là chúng ta có quyết định bỏ thì giờ và công sức để mà tìm hiểu hay không. Chỉ có một phần nữa, thứ hai là nó tản mát, không có tập trung vào một nơi. Thành thử là mình phải chịu khó, hoặc là mình đi đến các chùa lớn, mình thỉnh sách đem về, in thành sách, in trên giấy, hoặc là mình phải chịu khó lục lọi ở trên các trang web, ở trên Phật giáo, trên mạng. Nhưng mà nó có sẵn hết, nếu mình biết cách tìm kiếm thì tìm ra được hết, không có gì khó. Chỉ có một cái là mình có chịu khó hay không, có chịu khó bỏ thì giờ, bỏ công sức, rồi bỏ quyết tâm tìm tòi để mà nghiên cứu học hỏi hay không. Đó, thì trở lại vấn đề ở đây. Chúng tôi thích cái cuốn sách này cũng như nhiều cái cuốn sách khác mà chúng tôi sẽ đã và đã sẽ trình bày do ngài Analayo soạn ra, là trong cái tiến trình ngài nghiên cứu kinh điển A Hàm, ngài là sư Nam Tông, ra ngài giỏi Pali, ngài rất quen thuộc với nguồn kinh điển Pali, nhưng bây giờ ngài chuyển qua ngài nghiên cứu thêm về kinh điển A Hàm thì ngài so sánh. Chẳng hạn như trong cái cuốn sách của ngài ở đây thì ngài phần lớn là trích ra những cái bài kinh A Hàm, nhưng mà đồng thời ngài cũng nói đến những cái bài kinh tương đương của Pali. Thành thử ra nếu mình đọc như vậy mình có thể
dựa theo cái phần tham khảo đó, mình lục ra, mình tìm ra được những cái bài kinh tương đương Pali. Mà thông thường thì trên trang web của chúng tôi thì chúng tôi đưa luôn cái bài kinh Pali vào đó, ở cái phần cuối, như cái phần phụ lục như này của mỗi chương, để các anh chị có thể đọc thẳng, không cần phải đi tìm ở đâu xa. Tức là mình đọc cái phần A Hàm của ngài Anala-yo, rồi phần đính phụ đính kèm theo là có sẵn cái bản kinh Pali tương đương mình đọc, thì mình hoan hỷ lắm. Mình thấy cả hai nguồn đều thống nhất với nhau, chỉ có một vài cái khác biệt thôi, mà khác biệt đó là do về địa lý lịch sử thôi, chứ không có phải là về sự sai lạc gì hết. Đó là một cái điều tất yếu khi mà kinh điển ngày xưa là chỉ truyền miệng với nhau thôi, chứ không có in, không có máy computer hay như bây giờ, hoặc truyền miệng với nhau, truyền khẩu thì cũng có. Khi mà trong cái tiến trình truyền như vậy thì cũng có những cái sự sai sót hoặc là thêm tắc ở trong đó, nhưng mà đó là những cái điểm nhỏ. Nếu chúng ta bỏ qua những cái điểm đó, chúng ta nhìn thẳng vào trong cái cốt lõi của những bài kinh, thì chúng ta thấy rất là giống nhau giữa hai nguồn, nguồn Pali cũng như nguồn A Hàm, mà chúng ta có thể đọc để mà bổ sung đối chiếu với nhau. Thì đó là cái chúng tôi giới thiệu sơ về cái cuốn sách, đồng thời về cái chương mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ ngày hôm nay. Đó thì chúng ta đưa ra cái link nó như vậy. Và cái điều quá quan trọng là trong cái chương này là nhấn mạnh về cái tiêu đề làm sao chúng ta có được cái chánh kiến lúc cận tử, hoặc là có người nhắc nhở. Và muốn được có được như vậy thì ngay bây giờ khi chúng ta còn khỏe, còn minh mẫn, sức khỏe còn có đủ sức khỏe để trí óc mà tương đối còn minh mẫn, thì chúng ta phải tập tới khi từ bây giờ. Tức là phải tu tập, phải tìm hiểu, phải hành thiền, phải quán soi này kia để tạo thành một cái đà. Đến khi mà cái mình hoặc cái người mà mình quen biết cái vị đó mà gần 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 qua đời, thì có ai đó đến nhắc lại, thì nhớ lại để mà hoan hỷ, không còn lo sợ về cái chết, mà tập trung tiếp tục trong cái giờ phút cuối cùng, rồi có cái khả năng có thể đạt đến cái kết quả là đắc đạo quả. Nhưng mà cái điều quan trọng là phải tu tập ngay từ bây giờ, chứ không phải đợi tới lúc đó. Các anh chị có thể nắm được cái chỗ này không? Đến lúc đó thì trễ rồi. Là cái quan trọng là ngay từ bây giờ, khi chúng ta còn khỏe, đầu óc minh mẫn, thân thể còn tương đối còn tốt, chúng ta phải làm, phải thực hiện, nó tạo thành một cái kinh nghiệm, phải biết rồi biết qua. Thì tới cái chừng đó mình gần chết, mình đau đớn và mình lo sợ này kia, mình bấn loạn, mình không còn nhớ, thì có người tới nhắc lại, họ nhắc lại để mình nhớ. Bây giờ mình không có tập thì lấy gì mà nhớ? Anh Dũng có nắm được chỗ này không? Chị Kim Nhung có chấm đảm? Thành nữ ra mình phải tu tập từ bây giờ, cái chuyện đó cái chuyện rất là đương nhiên, do phải đợi cái chuyện đó. Chừng đó không có cái phép lạ nào hết, nhiều người không có biết, tới giờ đợi cho tới giờ chót, lúc đó là mới thỉnh chư tăng ni, rồi tới là tụng hộ niệm rồi cho người gần chết, thì mới, thì cũng là một cái ý tốt, nhưng mà mình phải bình tĩnh, mình coi là khách quan, mình xét lại. Bây giờ mình bỏ qua những cái cảm tính như mình thương cái người gần chết, có thể vị đó là người thân nhân của mình, vợ chồng hay là cha mẹ hay gì đó, anh em gì đó đau đớn qua đời, thì mình muốn giúp, mình thỉnh chư tăng ni tới tụng kinh cầu an cầu siêu hộ niệm gì đó để cho người ấy yên tâm mà đi. Nhưng mà cái người đó phải, nếu thực tế mà nói đấy, là cái người đó là phải đã từng quen nghe kinh rồi, đã từng đi chùa, đã từng kính biết kính trọng tăng ni, thì lúc đó thì mới là có ích lợi. Anh Dũng hay nắm được chỗ này. Thế còn một cái người mà không có, chưa không có đi chùa bao giờ, không có bao giờ nghe kinh, mà đôi khi có những ác cảm, họ có những thành kiến về tăng ni, có những thành kiến xấu hoặc là những ác cảm khi nghe kinh này nọ, họ có cái phản ứng tiêu cực này, thì tới đó tới chừng đó mà tụng cho họ, nhiều khi họ không thích mà họ còn lại quán quán giận nữa. Thành thử ra cái cần là phải mình tập ngay từ bây giờ, khi mình rẽ mà tập nghe kinh, mình quen cái bài kinh đó rồi, quay tháng hạn chúng tôi quen cái bài kinh Tam Bảo tôi tụng mỗi ngày, Iti Piso Bhagava đó. Thành ra chúng tôi có dặn bà xã với mấy đứa nhỏ là bây giờ tới chừng mà tụi mình bệnh nằm nhà thương, không nói năng gì được, chỉ cần mà nếu ở nhà không có ai mà
tụng kinh được hay bận rộn, chỉ cần mở một cái băng cassette, mở chúng tôi nghe đi nghe lại cái bài kinh đó thôi, bài kinh tụng kinh Tam Bảo bằng tiếng Pali đó thôi, như nhắc lại. Mà thật sự vậy mình phải tập ngay từ bây giờ. Bây giờ mỗi khi mà chúng tôi đi đâu mình nghe ai tụng, mặc dầu tụng là giọng Miến, giọng Miên, giọng Lào, giọng Thái gì cũng được, nhưng mà mình nghe tự nhiên mình hoan hỷ. Đó. Thành ra khi mà nếu mà mình có gần chết mà có ai tới tụng hoặc là mở cho mình nghe cái băng, mình nghe cái tự nhiên mình hoan hỷ, rồi mình có thể nhắm mắt lìa đời đi, đi một cách thanh thản. Đó là mình quen rồi. Bây giờ mình không có quen thì không có làm gì được. Thành ra cái điều quan trọng không phải lúc gần chết, mặc dù ở đây có trình bày, nhưng mà cái điểm mà chúng ta cần phải nhớ, nhấn mạnh là phải biết, là tập làm quen, phải đã có kinh nghiệm khi mình còn sống rồi, thì lần chừng đó mới là có hiệu quả. Là cái điều đó. Thành ra cái điều cần là làm sao ngay cả cha mẹ già ở nhà, hoặc là ngay cả trong vợ chồng, nếu mình có thể, rất là khó, nhưng mà mình phải cố gắng làm sao thuyết phục thân nhân trong gia đình, hoặc ngay cả bạn bè nữa, đi chùa nghe kinh, có lòng kính trọng tăng ni, hướng về Phật pháp. Nhất khi là những người hình, những người bị già, mà khi họ không về hưu rồi, không còn sức khỏe hay là không còn điều kiện để mà bám vào địa vị quyền lợi gì hết, thì mình khuyên dễ hơn. Cũng khó lắm chứ không phải là dễ, nhưng mà tương đối dễ. Bởi vì lúc đó thì ai cũng vậy, giàu có đạo hay không có đạo thì cũng thấy cái chết từ từ tới, rồi cái chết xảy ra chung quanh, bạn bè lần lượt ra đi, thấy rõ như vậy thì rồi yếu dần dần. Lúc đó là cái lúc mà mình nên khuyên, nên tập. Khuyên họ nên tập, ít ra cũng biết, biết về hướng về Phật pháp tăng, cũng biết quen nghe kinh, một những cái bài kinh căn bản, rồi cũng biết gọi là hành thiền thì nó cũng hơi quá, nhưng mà biết tịnh tâm, tâm ta nhiếp tâm là một chỗ, tụng niệm Phật cũng được, niệm Phật nếu mà tốt thì Bụt Thô Tham Mô Sẵn Khô, niệm những cái câu Pali, còn không thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng được. Chúng tôi không có chấp những cái chuyện đó, miễn làm sao cái tâm họ hướng về Đức Phật và tâm họ thanh tịnh là được. Cái điều đó là quan trọng cái chỗ đó. Chứ khi mình bắt người già phải theo cái chỗ niệm kiểu này kiểu kia người thì khó lắm. Mình làm sao cái điều cái căn bản là làm sao cái để các vị ấy nhiếp tâm và cái tâm họ thanh tịnh, họ không có sao động và lúc nào cũng hoan hỷ khi mà hướng về Phật pháp tăng là tốt. Đó thì chúng tôi chia sẻ như vậy. Bây giờ thì mời các anh chị qua cái phần tiếp, là trong cái bài nói chuyện này thì trong cái chương này thì có nói về nhập được hai cái đạo quả đầu tiên, thành ra mình cũng ôn lại như thế nào là bao nhiêu cái đạo quả trong Phật giáo sơ kỳ. Thì mời các anh chị vào cái hình, vào cái biểu đồ kế tiếp. Thì trong cái biểu đồ này chúng tôi đã trình bày nhiều lần, nhưng mà bây giờ mình cũng ôn lại để mình nhớ cái con đường mình phải đi. Đầu tiên là trong kinh điển A Hàm cũng như Pali đều nói là một phàm nhân như chúng ta bị lăn trôi trong sinh tử luân hồi, thì chúng ta thường thường là bị 10 cái sợi dây trói cột, trói buộc lại, 10 kiết sử. Các anh chỉ có vào được chỗ này ha, vào chỗ này vào cái biểu đồ này. Thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, dục ái sân sắc ái vô sắc ái mạng trạo cử và si. Chúng ta bị 10 cái sợi dây này trói buộc. Bây giờ làm sao mà mình cắt bỏ 10 sợi dây này? Một cái vị mà đã cắt đứt được 10 sợi dây ra thì coi như là không còn tái sinh luân hồi nữa. Người ấy đắc cái quả cao nhất là quả A-la-hán, giải thoát giác ngộ. Nhưng mà trong theo cái nhìn của Phật giáo Nguyên Thủy mà chúng ta thấy rất là đúng, không dễ gì mình cắt một lượt mình 10 sợi dây hết. Có những cái trường hợp đặc biệt có ghi lại trong kinh điển là cái vị đó chỉ tu một đời cái ngộ. Ngộ đây có nghĩa là đắc đạo quả A-la-hán. Nhưng mà theo cái dẫn tiếp thích về tâm lý thì thật sự ra trên cái con đường mà đắc cái đó, các vị đấy cũng xuyên qua ba cái giai đoạn kia. Nhưng mà xuyên qua rất nhanh thôi, trong cái tâm trí của các vị đi xuyên ra rất nhanh, nhưng mà cũng phải đi qua. Hoặc là mình có thể hiểu là cái vị đó tu tập nhiều đời, nhiều kiếp rồi.
chứ không phải chỉ có kiếp này thôi. Thành thử ra họ có cái ba la mật mà rất là mạnh, rồi mới tu một cái đời này là họ đắc quả. Như khi mình nhìn cái cũng giống như chúng tôi thường hay nói là mình trồng một cái cam phía sau vườn cũng vậy. Một cái nó chín vàng đỏ, một ngày đẹp trời đó mình ra vườn mình ngồi uống trà, cái gió nó thổi qua, một cái cơn gió thổi một cái trái cam rớt xuống, rồi mình nhìn mình thấy nhìn mình nói ồ, mới trồng đây mà bây giờ đã có trái rồi, bây giờ trái nó chín nó rớt xuống. Nhưng mà mình ngồi mình bình tâm mình suy nghĩ lại, mình thấy nó phải qua một cái tiến trình nuôi dưỡng từ một trái cái hạt cam hoặc là một cái cành họ chiết ra, họ trẫm xuống đất thành một cái trong một cái chậu nhỏ, rồi mình mua về, rồi mình tìm đất chỗ cái khu nào tốt, cái vùng nào đất nó tốt, rồi mình đào đất, mình xới, mình vung bồi nó, mình trồng nó xuống, rồi mỗi ngày mình phải tưới nước, rồi phân bón, rồi khi mình phải nhổ những cỏ dại chung quanh, nó lớn dần, rồi nó đơm bông, rồi nó kết trái. Rồi trái từ trái xanh rồi lần lần nó lớn từ từ ra đó ẩn vàng, rồi vàng nó mới đỏ, rồi nó chín mùi rồi nó mới rớt xuống. Thiền Vũ có thấy được chỗ này, chị Dung có hiểu được chỗ này không? Tức là nó phải qua một cái tiến trình, chứ không phải tự nhiên mình gieo cái hạt xuống là cái tự nhiên nó mọc lên được. Thì mình tu tập nó cũng vậy thôi, mình phải qua một cái tiến trình như vậy, nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải chỉ có một đời một kiếp thôi. Nhiều khi mình nóng nảy. Nhất là bây giờ chúng tôi thường hay nói mình còn ngồi ở đây, trong khi đó Đức Phật đã truyền Pháp là 2600 năm trước rồi, 26 thế kỷ rồi mà mình vẫn còn ngồi ở đây. Tức là cái nghiệp mình còn nặng lắm, không phải tu một kiếp mà xong. Mình phải có một cái thực tế như vậy, và phải qua nhiều cái giai đoạn. Thì theo Phật giáo sơ kỳ thì phải qua 4 cái giai đoạn. Đầu tiên là có 10 cái sợi dây này thì mình phải cắt 3 cái sợi dây đầu tiên trước. Đó là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Rồi khi mà mình cắt được 3 cái sợi dây đầu tiên thì coi như cái vị đó nhập dòng thanh. Không có tái sinh về những cõi khổ nữa. Vẫn còn tái sinh tối đa là 7 kiếp, nhưng mà cái vị đó thẳng tiến trên con đường. Giống như là mình nhập vào cái dòng sông. Dòng sông chỉ có một hướng trôi ra biển thôi, không trôi ngược trở lại. Nó gọi là dự lưu, cái người nhập dòng thánh giải thoát, là phải cắt 3 sợi dây đầu tiên. Rồi cái vị ấy tiếp tục tu tập, khi mà vị ấy làm yếu đi, 2 sợi dây nữa là dục ái và sân, yếu đi thôi, thì vị ấy đắc cái quả nhất lai, tức là quay trở lại, bởi vì vẫn còn có dục, vẫn còn dục ái, tức là vẫn còn dính mắc vào trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì vị ấy phải tái sinh trở lại một lần nữa trong cái cõi dục này. Trong cái dục thường thường là tái sinh làm người để tiếp tục tu. Và nếu cái vị ấy cắt luôn 2 cái sợi dây đó, dục ái và sân, tức là không còn ái dục nữa, thì vị ấy khi mà chết đi thì sanh vào cái cõi bất lai, được thành một cái đắc cái quả bất lai. Bất lai tức là không có trở ra về, không có trở về cõi dục này nữa, bởi vì không còn dục ái. Thì mình thấy bậc dự lưu và bậc nhất lai, tức là 2 cái quả đầu tiên đó, thì vị ấy vẫn còn dục, nhưng mà ít dần dần, và vẫn còn sân. Mình nhớ chỗ đó, nhiều khi mình hay trách người này người kia, sao người đó tu lâu năm mà vẫn còn sân. Nhưng mà mình nói là ngay cả bậc thánh, 2 bậc thánh đầu tiên, cái quả đầu tiên vẫn còn sân. Mình đừng có phải hiểu như vậy, khó bỏ lắm. Rồi cắt luôn, khi người ấy cắt luôn dục ái và sân rồi thì coi như là 5 cái sợi dây đầu tiên, thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, dục ái và sân, cắt bỏ hết, thì đó là gọi là 5 cái sợi dây thấp, hạ phần kiết sử. Hạ phần tức là cái phần thấp, kiết sử là sợi dây trói buộc ở cõi thấp, ở phần thấp, thì cắt bỏ được hết 5 sợi dây đó, thì vì ấy đắc cái quả bất lại và tái sinh vào trong cái cõi giới cao nhất của sắc giới. Bởi vì vị ấy còn sắc ái, vẫn còn bám chấp vào đó. Rồi cái vị thánh bất lai đó tiếp tục tu tập một kiếp nữa, cắt luôn cả 5 sợi dây. Sắc ái, vô sắc ái, mạng, trạo cử và si. Sau khi mà cắt được 5 cái sợi dây đó, gọi là 5 thượng phần kiết sử. 5 cái sợi dây cao, phần cao. Thì vị ấy đắc quả A-la-hán, không có tái sinh luân hồi nữa. Nên mình thấy rõ ràng là đi theo cái nhìn của Phật giáo Nguyên Thủy, phải đi qua từng giai đoạn như vậy. Thì có những vị đặc biệt thì họ
lướt qua ba cái giai đoạn, đi một rất là nhanh, tiến tới giai đoạn cuối cùng. Nhưng mà chúng tôi nói rằng đó là những cái trường hợp rất đặc biệt, các vị đó có ba la mật tích tụ nhiều đời nhiều kiếp rồi thì mới thực hiện được như vậy. Bây giờ mình nhìn cái trung bình thôi, đa số thì phải đi từ từ, tu là phải từ từ, là ngay chỗ này. Và một điều thứ hai là mình thấy ngay cả bậc thánh Bất Lai khi mà chưa cắt được năm cái sợi dây thượng phần kiết sử thì vị ấy vẫn còn ái, tức là nhưng mà chỉ là dính mắc vào trong cõi sắc với cõi vô sắc thôi, chứ không có dính mắc vào cõi dục. Vị ấy vẫn còn mạng, tức là trong đầu óc vẫn còn so sánh này kia, chứ không phải là không, rất là khó bỏ cái mạng này. Nhiều khi mình hãy chê cười này nọ kia, mình kết án người này là kiêu mạng, ngã mạng này nọ, nhưng mà cái mạng mà để vi tế đó, là không có phải dễ bỏ đâu, cho tới bậc Bất Lai phải tu tập tiếp mới cắt bỏ được. Vẫn còn ít cái chao động chao đảo trơ tâm, gọi là trạo cử. Và nhiều khi các vị cũng thấy không thấy rõ vấn đề, có một chút xíu si ở trong đó, chứ không phải là không. Mà mình thấy không có đơn giản, không có đơn giản như mình nghĩ. Vào từ đây là mình cũng nhớ để mình thông cảm người khác, mà cũng đừng có tôn sùng ai quá. Mình nhớ như vậy, mình thấy rằng cái vị nào cũng có những cái khó khăn phải vượt qua. Ra mình biết như vậy để mình quay trở về mình lo tu tập cho chính mình, chứ không có tung hô với những người nào hết. Bởi vì khó lắm, rồi thì mình sẽ thất vọng. Mình lo mình tu tập cho cái con đường của chính mình, làm sao mình cắt bỏ 10 cái sợi dây đó. Như phàm nhân chẳng hạn, như bản thân chúng tôi phàm nhân, chúng tôi biết mình vẫn còn là người phàm, thành thử ra mình biết mình vẫn còn dục ái, còn sân, còn sắc, còn đủ thứ hết. Nhưng mà bây giờ mình làm sao mình cắt được ba sợi dây đầu tiên, cố gắng thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Và đầu tiên là cái giới lễ nghi thủ là dễ bỏ nhất, mà lại là khó bỏ, khó cắt. Lúc nào cũng dính mắc vào những cái bận tâm, những cái điều hình thức này kia. Rồi cái hình thức cũng phải có, lễ nghi cũng phải có, vì chúng ta phải giao tế với nhau, phải sinh hoạt chung với nhau, nhưng mà đừng có chấp chặt vào trong đó. Nhiều khi mình bỏ nhiều thì giờ công sức để chấp chặt cái đó thì mình phải coi chừng. Rồi mình phải tìm hiểu này nọ về Phật Pháp, về những lời dạy Đức Phật, phải nghiên cứu soi sánh đối sai để mình bỏ cái hoài nghi. Mình phải thấy, phải nghiên cứu, chứ không phải tự nhiên mà biết được. Nhiều khi mình làm biến vậy rồi mình cả tin, thấy cái một vị nào đó mà ăn nói có vẻ trôi chảy, có vẻ thuyết phục, cứ nhắm mắt tin theo thôi. Rồi thay vì học kinh Phật thì chỉ học những cái gì mà vị đó giảng thôi, cứ trích ra chỗ này chỗ kia. Chúng tôi thấy nhiều khi không lẽ là mình nói ra thì nó nhiều khi đụng chạm cũng hơi kỳ, vấn đề tế nhị. Nhưng mà thấy trong Facebook chúng tôi thấy đa số là chỉ trích ra những lời của vị này giảng, vị kia giảng, mà không trích lời Phật dạy. Mình là Phật tử thì mình phải lấy cái nòng cốt là kinh Phật, Đức Phật giảng như thế nào, những cái bài kinh để mà mình học hỏi. Còn những cái lời giảng của những cái vị khác thì để soi sáng, để giúp cho mình hiểu thêm những lời dạy của Đức Phật. Mình đừng có quên cái chỗ đó. Thì khi mình quên mình cứ, có lẽ cũng vì các vị đó thì đương thời là dùng những cái từ ngữ mà mình có thể hiểu được ngay, trong khi những lời Phật dạy được ghi lại từ ngàn xưa này là đọc nó hơi khó hiểu, hơi thấy vẻ cổ kính, nhiều khi mình thấy hơi bối rối Nhưng mình phải cố gắng tìm hiểu, phải đặt đúng cái trọng tâm, cái ưu tiên đầu tiên của chúng ta là phải tìm hiểu những gì Đức Phật dạy như ghi trong kinh. Còn những cái lời giảng sau này là coi như để bổ sung thôi. Đó là ưu tiên số 2 thấp hơn. Ưu tiên đầu tiên là mình phải có là tập trung vào mình hiểu những cái lời gì mà Đức Phật đã dạy như đã ghi lại trong kinh. Rồi mình phải lúc nào cũng phải sáng soi sắc thọ tưởng hành thức này. Cái thân của mày nó như thế nào? Có cái ngã nào trường tồn ở trong đó hay không? Cái này khó lắm, là thân kiến. Nhưng mà mình phải tập. Khó nhưng mà không phải là không vượt qua được. Mình phải tập, lúc nào cũng phải nhìn lại. Mình có dính mắc vào cái đó hay không? Thân, cái thân sắc thọ tưởng hành thức. Nhất là chẳng hạn như bản thân chúng tôi bây giờ gần 70, 69 tuổi rồi. Bệnh hoài,
nó đau đớn đủ thứ. Đau trong thảo mỗi lần đau như vậy là tự nhiên mình sợ hay mình lo, mình khi mình tức, mình rầu đủ thứ. Rồi mình nghĩ lại mình chấp cái thân này. Hoặc là mình nhìn người khác và thấy sao mà họ khỏe mạnh, không biết họ ăn cái gì. Nhưng mà mình nghĩ lại mình biết là nhiều khi họ đau họ đâu có nói ra. Họ chỉ nói ra những cái mà họ khỏe mạnh thôi. Rồi họ nói là họ ăn cái thứ này, ăn cái thứ kia, ăn cái cỏ này, ăn cái trái đậu kia này nọ. Nhưng mà ai cũng phải bệnh, ai cũng phải đau. Nếu mình nhìn một cách bình tâm là mình thấy được như vậy. Hoặc là mình chắc có chấp kiến hay không, mình cho cái gì mình hiểu là của mình, nó là mình. Hoặc là ông thầy của mình, hay là cái trường phái đó là của mình, cái chùa đó là của mình, cái nào cũng cái mình ở trong đó. Khó, nó rất là tế nhị. Mình phải xoán soi, cố gắng mình tìm hiểu này kia. Chúng tôi nghe nói chỉ nói là mình là chỉ là phàm nhân thôi, chứ mình chưa có dám nói là mình đã nhập dòng gì hết. Nhưng mà đó là con đường mình phải đi. Phải đi làm sao cố gắng mà cắt được ba cái sợi dây đầu tiên: thân kiến, hoài nghi và giới lễ nghi thụ. Rồi một cái vị mà thánh dự lưu á, đây chúng tôi sẵn dịp cũng nói luôn, thì có những cái đức hạnh, tức là cái vị ấy có bốn cái đức hạnh chính. Thứ nhất là cái lòng tin bất thối nơi Tam Bảo, cái vị ấy là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, bởi vì thấy rõ con đường rồi. Rồi bây giờ mình phải coi mình có cái lòng tin vững mạnh như vậy hay không. Và muốn có cái lòng tin như vậy thì mình phải làm gì? Đó cũng là để giúp để tự mình soi sát cho chính mình, và cũng thể nhìn những người xung quanh để mình đánh giá những người xung quanh cái lòng tin họ như thế nào. Lòng tin vững mạnh. Thứ hai là phải có cái giới đức, tức là trong sạch, có giữ giới đàng hoàng hay không. Khó lắm, năm giới, cả năm giới ta chứ đừng nói nhiều. Chỉ năm giới người cư sĩ thôi, mình giữ cái trọn vẹn hay không, để giúp cho mình sống cái đời sống tử tế đạo đức, không có đụng chạm tới ai, không có làm hại ai, có được như vậy hay không. Hoặc là những người mà mình nghĩ rằng có thể họ đắc quả thánh, mình gần gũi với vân người gần gũi lâu ngày, tìm hiểu xem cái vị đó thật sự có giới đức hay không. Rồi thứ ba là có lòng bố thí rộng rãi, cái tâm chia sẻ, sẵn sàng chia sẻ, có gì chia sẻ cái đó, chứ không có tính toán bủn xỉn. Thấy người ta khổ là vì ấy động tâm là chia, hoặc thấy có những cái dự án hay những việc làm gì mà cần giúp đỡ đóng góp, vì ấy sẵn sàng quan hệ giúp đỡ, không tính toán, không có soi mói. Có người ta thấy có cái sự cái tâm bố thí đó hay không. Bố thí về vật chất cũng như bố thí về giáo pháp, rồi chia sẻ những gì có biết, sẵn sàng chia sẻ chứ không phải giấu giếm gì hết. Không phải muốn giấu để mà chứng tỏ ta đây này kia, không biết cái gì là chia sẻ cái đó, thì cũng là hình thức bố thí pháp. Thì có hay không, đó là cái yếu tố thứ ba. Cái yếu tố thứ tư là trí tuệ, tức là có thấy được cái sự sinh diệt hay không, có thấy được, có biết được cái sự cái vận hành của nghiệp hay không, và thấy rõ ràng. Nhất là đầu tiên là thấy được sự sinh diệt. Mà muốn thấy được rõ ràng như vậy là mình phải hành thiền. Đó thì có bốn cái yếu tố để mà tạo nên một cái vị thánh dự lưu, một cái vị nhập dòng. Đó, mình xem ta có mình có đạt được như vậy hay không. Ngay từ lúc khi mình còn khỏe, bây giờ là mình phải tập, và phải có một cái nhìn rõ ràng như vậy. Rồi sau khi mà cái vị ấy làm yếu đi sợi dây dục ái và sân, thì như chúng tôi nói, thì khi mà chết đi thì phải đắc cái quả nhất lai, tức là quay trở lại một lần nữa thôi. Có những bài kinh mà Đức Phật gộp lại dự lưu và nhất lai, bởi vì mình thấy hai cái bậc này giống nhau. Các anh chị nhìn trước cái biểu đồ này thấy rồi, chỉ cắt được ba sợi dây đầu thôi. Cái điều khác biệt giữa dự lưu và nhất lai là cái vị nhất lai là làm yếu đi cái sợi dây dục ái và sân, yếu đi rất nhiều. Chỉ có đó là cái sự khác biệt thôi. Rất có những cái bài kinh chỉ gộp lại hai cái bộ quả này thành là một. Bởi đó là mình nhìn vào cái sợi dây cắt đó, thì đó là nằm ở trong cái bài kinh chúng tôi sắp sửa sẽ đọc, và mình sẽ thấy được như vậy. Chỉ nói về khi bậc thấp nhất lai thôi, tức là cắt được năm cái sợi dây đầu tiên qua cái bả bất lai, bất lai năm cái hạ phần kiếp sự.
rồi sau đó cắt một lần nữa, năm cái thượng phần kiết sử, năm cái sợi dây cuối cùng là đắc quả A La Hán. Thì bây giờ mời các anh chị qua cái hình tiếp. Hình tiếp này để chúng tôi chỉ là để tóm lược lại những gì trong cái bài kinh mà chúng tôi sẽ đọc. Nếu có ai vào được xin cho số 1. Dạ, cảm ơn anh Dũng. Thì cái trường hợp này Đức Phật có nói, khi một cái người bị bệnh nặng, một cái vị đệ tử bệnh nặng lúc gần lâm chung, lúc gần chết, thì Đức Phật đến thăm và khuyến dạy, hoặc là một vị trưởng lão nào đó đến thăm và khuyến dạy, nhắc nhở. Thì cái vị ấy nhớ lại pháp đã nghe, tự suy tư và quán soi. Cái chỗ này quan trọng. Nhớ lại, tức là đã qua, đã hiểu rồi, đã biết rồi, đã có thực hành rồi. Bây giờ Đức Phật tới, hay là vị trưởng lão đại đệ tử tới nhắc, ông thầy của mình tới nhắc mình. Thì mình đã nghe rồi, thì bây giờ đã nhắc mình. Nhưng mà nhắc xong là mình phải tự suy tư và tự quán soi, chứ không phải nhắc một cái mình nghe xong là mình đắc đạo được liền đâu. Cái chỗ này cái chỗ quan trọng nữa. Tức là cái vị đó là thứ nhất là đã từng tu tập rồi, đã quen thuộc rồi, bây giờ quên hoặc là đau quá, bấn loạn, bây giờ tới nhắc lại. Rồi sau khi nhắc lại nhớ, quan hỷ là phải tự làm trong những giờ phút cuối cùng trước khi lìa đời. Thì có cái khả năng là vị ấy sẽ diệt được năm hạ phần kiết sử, năm cái cắt được năm cái sợi dây, bung luôn năm sợi dây đầu tiên, rồi đắc cái quả bất lai. Nữa là nãy chúng tôi có nói á, mà quả đầu tiên là quả dự lưu và bất lai, nhưng mà ở đây là Đức Phật nói cắt năm sợi dây luôn, tức là thân kiến, hoài nghi, giới lễ nghi thủ, dục ái và sân, năm cái sợi dây đó cắt luôn một lần. Đắc cái quả bất lai. Đó, thì đó là cái phần đầu của bài kinh. Rồi ngay lúc đó, hay là có những vị khác đã là đạt thánh thánh bất lai rồi, hoặc là cái vị này mới vừa đắc được cái quả bất lai, thì Đức Phật khuyến dạy tiếp tục, hoặc là cái vị đại đệ tử trưởng lão tiếp tục dạy, nhắc nhở như vậy, thì vị ấy cũng nhớ lại, cũng đã từng làm rồi, nhớ lại đã nghe, tự suy tư quán soi, và lúc đó cắt luôn năm cái sợi dây đắc được cái quả A-la-hán là quả cuối cùng. Khó lắm, ngay cả quả phần đầu đã khó rồi, bây giờ cái phần này, nhưng mà cũng có thể có khả năng, nếu cái vị đó đã có ba la mật nhiều đời tu tập tích tập rồi cũng có thể được. Thành ra mình thấy rằng cái quan trọng ở đây, chúng tôi muốn nói ở đây là có người đến nhắc nhở cho mình, mà cái bệnh nhân đó, đương sự đó là phải đã tu tập từ trước rồi, bây giờ có người nhắc lại thì nhớ rồi, cái việc đó cũng phải vẫn tiếp tục cố gắng nỗ lực suy tư và quán soi trong những giờ phút cuối cùng, thì mới có hy vọng là đắc được đạo quả giải thoát. Ý của chúng tôi muốn nói là như vậy, và đó là cái nội dung của bài kinh tóm tắt như vậy để chúng ta dễ theo dõi. Đến đây thì chúng tôi xin đọc cái phần dịch trong cái chương 20 này. Giờ mời các anh chị trở lại cái phần kỷ mục. Ai trở lại được thì xin cho số 1. Để vào cái link này chúng tôi xin cảm ơn chị Nguyễn Tuệ. Giờ anh Dũng cũng vào được rồi, chị Kim Dung cũng vào được rồi ha. Giờ Thiện Vũ cũng vào được rồi. Giang Nhất Hà. Chương 20, tiềm năng giải thoát của cái chết của Ngài Bhikkhu Anālayo. Giới thiệu, trong chương này, Đức Phật một lần nữa thể hiện vai trò của một vị thầy từ bi đến thăm và khuyến dạy một vị đệ tử bị bệnh nặng. Bài kinh được dịch dưới đây là trích từ Tạp A Hàm 1023 SA, tức là Sanyutta Agama, bài kinh số 1023. Tương tự với bài kinh tương đương trong Tăng Chi Bộ A Anh 6.56, A Anh tức là Anguttara Nikaya, tức là Tăng Chi Bộ 6.56, tức là bài kinh số 56 ở chương 6 Pháp. Chỗ này thính pháp có nắm được chỗ này không? Nó quen thuộc cái lối, cái quy ước để mà trích dẫn kinh điển ha. 6.56 tức là bài kinh số 56 trong chương 6, là chương 6 Pháp.
Nhưng mà cái bài kinh đó không ghi lại chỉ những chỉ dẫn trực thực tế của Đức Phật. Thay vào đó, cả hai bản kinh nhấn mạnh trên nguyên tắc về tiềm năng có thể hướng dẫn một người tại thời điểm khi bệnh nan y, và do đó làm thế nào giúp khoảnh khắc cận kề của cái chết có thể được biến thành khoảnh khắc đưa đến giải thoát. Tức là không có, cả hai bài kinh không có nói chi tiết nhiều, chỉ nói sơ thôi, sơ lược thôi, nhưng mà mình hiểu cái nguyên tắc đó là những cái giờ phút chót như vậy đó, họ vẫn có thể có khả năng đắc được cái đạo quả giải thoát, nếu mà có người tới nhắc. Mà cái dính bản thân của đương sự là lúc còn sống còn khỏe là phải tu tập. Nhưng mà khi tới giờ đó là không phải là tuyệt vọng nữa rồi, mà vẫn còn cái khả năng, vẫn còn có cái hy vọng là cái vị đó có thể được đắc được đạo quả giải thoát nếu có người tới nhắc, tới khuyến giải. Mà đôi khi theo cái sự lý luận sau này đó, đôi khi lúc đó là cái lúc mà dễ tu nhất, là bởi vì thấy gần cận kề rồi, không còn có lo lắng gì với cái chuyện gì khác hết. Giờ khi mình còn khỏe là mình cứ đẩy đưa, mình nói thôi, rồi mình lo chuyện này chuyện kia, không biết vợ con mình ra làm sao, lo chuyện làm ăn hay là lo về cái chùa của mình, hay là cái địa vị của mình, hay cái danh tiếng của mình, lo những cái chuyện không có danh thì có tính lại, rồi mình tìm chỗ này cái đủ thứ chuyện, hoặc tổ chức này tổ chức kia, rồi mình nói mình là Bồ Tát là phải lo đến cái chuyện mà những khó khăn, những đau khổ của người khác, cứu độ người khác này kia, rồi mình quên tu cho mình. Nhưng mà tới cái phút mà mình biết gần chết rồi đó, thì mình dễ buông bỏ hơn, mình không có nghĩ tới mấy cái chuyện đó nữa, không có còn cái lý do nào mà đẩy đưa hết trơn. Mình biết rằng cái giờ phút này chỉ còn có 5-10 phút hoặc là tiếng đồng hồ đó mình chết rồi, thì không có giúp được gì hết, mình chỉ giúp được cho chính mình thôi, còn những cái chuyện khác là không làm gì được hết. Thì có lẽ ngay trong cái trường hợp đó thì mình, cái tâm mình dễ buông bỏ thôi, tức là mình thấy rằng là bây giờ chỉ còn có một đường đi thôi, tức là lo cái thân của mình thôi. Bây giờ mình còn khỏe thì mặc dầu ngay cảnh bản thân của chúng tôi cũng vậy, chúng tôi thường hay nói là mình giờ già rồi, không còn sức gì nhiều, thời gian cũng không còn bao nhiêu, quỹ thời gian cũng gần cạn kiệt. Thôi bây giờ mình nhường lại cho những người trẻ, người khỏe, hoặc người nào còn hứng thú. Còn riêng bản thân của chính mình thì mình lo tu cho chính mình thôi. Trong những cái năm tháng còn lại, không biết sống nay chết mai như thế nào. Mà nhưng mà nói như vậy thì nói. Nhưng mà rồi mình nhìn chung quanh tự nhiên cái mình lại đẩy đưa nữa. Phải cái này, biết con mình đó, bây giờ mặc dù nó có gia đình rồi mà giờ nó có cháu, mình lại lo cho cháu, tức là hoặc là mình lo cho cái chùa, hoặc lo những cái tổ chức của mình, cái hội Phật giáo, hoặc lo những cái trang web của mình, rồi lo in sách đồ này cái đủ thứ chuyện hết. Là để những cái đó theo nhìn cho kỹ là những cái lý do để mình không tu. Bởi vì mình tu mình ngồi một chỗ mình nhìn quán soi khó lắm, không phải dễ đâu. Cái tâm mình nó thích những cái chuyện kích động. Rồi mình lần lượt thôi ngồi thiền 5-10 phút cũng được rồi, đâu cần phải lâu, thôi đọc sách 1-2 trang được rồi, đi ro làm chuyện khác. Không biết chị Nguyên Tuệ có thấy được chỗ này không? Cái tâm giải đãi của mình nó hay quyến rũ của mình, làm đủ thứ, nhưng mà tới cái lúc đó mình biết rồi, chỉ còn tiếng đồng hồ 60 phút là mình ra đi, hoặc 2-3 tiếng ra đi, hoặc 5-10 phút là mình chết rồi, thì lúc đó mình không có nghĩ tới những chuyện khác này. Anh Dũng có hiểu được cái chỗ này không? Rồi lúc đó có thể là dễ tu, tức là mình buông bỏ được hết, bởi vì mình biết rằng không có làm gì được hết, chỉ còn có cái thân, cái tâm của mình làm được nhiêu, vớt vát được nhiêu là nhiêu đó thôi. Lúc đó mình không có nghĩ mấy cái chuyện khác này. Cũng có thể đó là một cái lý do tại sao mà có những trường hợp mà những cái vị hành giả như trong trường hợp này lại có thể buông bỏ được tu đắc đạo ngay trong giờ phút chót, là bởi vì thấy không còn cái lý do nào mà dính mắc mấy cái chuyện khác được hết. Bởi vì chúng tôi gần gũi những người, các vị thầy, các vị sư, chúng tôi thấy rõ rồi, mặc dù là tu lâu năm nhưng mà vẫn còn vướng mắc, vẫn còn lo chuyện chùa, chuyện này chuyện kia, chuyện tổ chức, chuyện lễ, chuyện đủ thứ chuyện. Các ngài có lẽ vì lòng từ bi các ngài chưa có buông được, còn tính toán đủ thứ hết. Mà có lẽ tới giờ phút đó là không có tính toán được nữa, thấy không còn ý nghĩa gì hết, chỉ lo cái thân thôi, thì có lẽ cái lúc đó dễ buông bỏ.
Buông bỏ. Bây giờ thì chúng tôi xin đọc cái phần kinh văn. Phả Cầu Na và Thượng Đức Thích Đức Thắng dịch. Tôi nghe như vậy, tôi đây tức là Ngài Ananda. Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Lúc bấy giờ tôn giả Phả Cầu Na, tức là Phắc Cun Na, đang ở tại giảng đường Lộc Tử Mẫu. Lộc Tử Mẫu tức là Migara Bata, tức là mẹ của Lộc, người mẹ của người tên Lộc. Thì đó là bà Visakha. Trong vườn phía đông bị bệnh nguy khốn, là phía đông của các cái Xá Vệ. Tôn giả A Nan đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng lui qua một bên bạch Phật. Bạch Thế Tôn, tôn giả Phả Cầu Na ở giảng đường Lộc Tử Mẫu trong vườn phía đông bị bệnh nguy khốn. Bệnh như vậy có thể chết. Lành thai Thế Tôn, xin Ngài vì thương xót mà đến giảng đường Lộc Tử Mẫu vườn phía đông chỗ tôn giả Phả Cầu Na. Tức là có ý nói là lúc đó thì tôn giả A Nan thì đã là thị giả của Đức Phật rồi, thì có lẽ đây là câu chuyện mà xảy ra trong 20 năm cuối cùng khi Đức Phật còn tại thế. Thì nói rằng ông Phả Cầu Na này, ông ở bên cái đông phía cái khu đất của bà Visakha hiến cúng ở phía đông, còn gọi Đức Phật và đại đa số chư tăng thì ở trong rừng cây Kỳ Đà, tức là Tinh Xá Kỳ Viên, đó là do ông Cấp Cô Độc hiến cúng. Thì mình thấy có hai đại cư đại thí chủ thời đó, nam thì có ông Cấp Cô Độc và nữ thì có bà Visakha, bà Lộc Tử Mẫu. Bây giờ Thế Tôn im lặng nhận lời. Chiều hôm đó sau khi từ thiền tịnh dậy, Thế Tôn đến giảng đường Lộc Tử Mẫu vườn phía đông, vào phòng tôn giả Phả Cầu Na, trải tòa mà ngồi, và vì tôn giả Phả Cầu Na thuyết pháp dạy dỗ soi sáng làm cho an vui, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Không lâu sau khi Thế Tôn ra về, tôn giả Phả Cầu Na mệnh chung. Lúc mệnh chung, các căn tư vui tươi, gương mặt thanh tịnh, sắc da tươi sáng. Thì ở đây là họ tóm tắt lại thôi, cái bài kinh này chỉ tóm tắt, tức là thông thường theo cái thời khóa biểu của Đức Phật đó là Ngài chỉ ăn một buổi thôi, ăn trước trước ngọ, tức là trước 12 giờ trưa. Sau khi ăn xong là Ngài đi nghỉ, nghỉ trưa và đi hành thiền. Sau khi hành thiền xong, có lẽ khoảng đầu giờ trưa, khoảng 1-2 giờ vậy đó, 2-3 giờ thì Ngài đi ra. Rồi đó là hoặc là Ngài tiếp khách, và có khi thì Ngài giảng dạy, có những bài giảng, hoặc là đi thăm người này người kia. Đó, cái buổi đó là buổi trưa, chứ không phải là dịch là buổi chiều, phải thật sự là trưa. Thì theo lời thỉnh cầu của Ngài A Nan thì Ngài tới thăm tôn giả Phả Cầu Na đang bệnh và thuyết pháp, rồi Ngài đi về. Và sau khi mà Ngài ra về rồi thì không bao lâu sau thì Ngài tôn giả Phả Cầu Na mệnh chung chết. Mà khi mệnh chung thì gương mặt tươi sáng, gương mặt thấy bình thản mà tốt lắm. Tôn giả Ananda sau khi cúng dường xá lợi tôn giả Phả Cầu Na xong, về chỗ Đức Phật đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng lui qua một bên bạch Phật. Tức là tôn giả, tức là sau đó thì chắc lẽ đem đi đốt, đi thiêu. Đi thiêu xong rồi còn xá lợi, còn xương cốt. Tôn giả Ananda tới đó vái lại, lễ lại, rồi sau đó trở về mới hỏi Đức Phật. Bạch Thế Tôn, không bao lâu sau khi Thế Tôn đến thăm tôn giả Phả Cầu Na mệnh chung, lúc tôn giả này sắp qua đời, các căn vui tươi, tướng mạo thanh tịnh, da dẻ nhuận sáng. Bạch Thế Tôn không biết tôn giả ấy sẽ sinh về đâu, thọ sinh thế nào, đời sau ra sao. Đức Phật mới hỏi, không biết tôn giả ổng, tôn giả an không có cái tuệ để mà thấy được cái vị đó mà chết rồi đi về đâu. Chỉ có những bậc chánh đẳng giác mới có cái tuệ đó. Thành thử ra tôn giả Ananda ta hỏi Đức Phật coi cái vị đó chết rồi như vậy thì tái sanh đi đâu. Thì Đức Phật giảng một cách tổng quát thôi, tổng quát trước, rồi sau đó thì Ngài mới xác định về cái hướng tái sinh của tôn giả Phả Cầu Na. Phật bảo Ananda, có tỳ khưu khi chưa bị bệnh, chưa đoạn trừ năm hạ phần kiết sử,
tức là chưa có hạ đoạn phần na, chưa có đoạn từ năm hạ phần kiết sử thì vẫn như vậy, rồi vẫn còn là một phàm nhân thôi. Sau đó bệnh phát khởi, thân thể đau đớn, tâm không điều hòa, mệnh sống suy mòn, được nghe Phật nói pháp chỉ dạy nhắc nhở. Sau khi nghe được pháp này xong, đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử này, A Nan, đó là phúc lợi nhận được từ sự nói pháp chỉ dạy nhắc nhở của Đức Phật. À, thì nói là có những vị mà chưa có cắt được cái sợi dây nào hết, mà khi bị bệnh mọn sống suy mòn gần chết là được Đức Phật tới nhắc nhở dạy. Thì khi dạy xong, nghe xong, hành thiện soi sáng được thì có thể cắt được năm cái hạ phần kiết sử đó, cắt luôn, tức là đắc cái quả đầu tiên. Cái quả thứ hai, quả bất lai, quả xin lỗi, quả nhất lai, là sẽ quay trở lại một lần nữa trong cõi dục. Lại nữa này A Nan, có tỳ khưu, khi chưa bị bệnh, chưa đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, sau đó bệnh phát khởi, thân thể đau đớn, tâm không điều hòa, mệnh sống suy mòn, không được nghe Phật nói pháp chỉ dạy nhắc nhở, nhưng được nghe các vị trưởng lão đa văn tu phạm hạnh nói pháp chỉ dạy nhắc nhở. Khi được nghe pháp xong, đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, này A Nan, đó gọi là phúc lợi từ việc nghe pháp chỉ dạy nhắc nhở. Rồi bây giờ có những cái trường hợp khác mà không có Đức Phật thì sao? Thì cũng tương tự như vậy thôi, tức là có những cái vị trưởng lão, đại đức trưởng lão tới giảng dạy cũng nhắc nhở như vậy, thì vị ấy cũng có thể nhờ đó mà đắc được, cắt được năm cái sợi dây hạ phần kiết sử. Thì mình thấy có hai trường hợp đây, thì cái bài kinh nó như vậy, có hai trường hợp đều có được như vậy hết. Bây giờ cái trường hợp thứ ba. Lại nữa, A Nan, có tỳ khưu, khi chưa bị bệnh, chưa đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, sau đó khi bệnh phát khởi, thân thể đau đớn, tâm không điều hòa, mệnh sống suy mòn, không được nghe Phật nói pháp chỉ dạy nhắc nhở, cũng không được nghe các vị trưởng lão đa văn tu phạm hạnh nói pháp chỉ dạy nhắc nhở, nhưng trước kia đã được nghe pháp, một mình ở nơi vắng lặng tư duy thẩm tra quán sát ấy, đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử. Này A Nan, đó gọi là phúc lợi từ sự tư duy thẩm tra quán sát đã được nghe từ trước. Cái trường hợp thứ ba này cũng là một trường hợp đặc biệt, tức là cái vị đó cũng, cái vị đó không được Đức Phật, có lẽ là không có cái phước duyên được Đức Phật tới nhắc nhở, cũng không có phước duyên được các vị đại trưởng lão tới nhắc nhở, nhưng mà cái vị đó tu tập từ xưa rồi, thành thử bây giờ ở một mình không có ai tới thăm hết, nhưng mà có lẽ do cái sự tu tập của vị nhớ lại ở một mình, nhưng nhớ lại những cái gì mình đã tu tập rồi, những gì Đức Phật đã giảng dạy, rồi từ đó hoan hỷ cố gắng tự thực hành không cần phải ai nhắc nhở, thì vị ấy cũng có thể đắc được đạo quả, cắt được năm hạ phần kiết sử ngay trong lúc đó, trong lúc mà gần chết đó. Thì ra mình thấy cái điều này cũng có thể xảy ra cho một cái vị mà chẳng hạn như trong thời đại ngày hôm nay của chúng ta, mà một cái vị mà khi mà còn khỏe mạnh đã cố gắng suy tư, thực hành, tu tập những cái gì, những lời Phật dạy, từ tới khi mà cái vị ấy gần chết cũng còn đau đớn, nhưng mà lúc đó có thể biết được những cái giờ phút của mình cũng không còn bao nhiêu nữa, vị ấy buông bỏ tất cả, không còn lo lắng suy tư dính mắc vào những cái chuyện khác, tập trung vào những cái lời Phật dạy hoặc là những kinh nghiệm tu tập của mình đã có từ trước, thì cũng có cái khả năng có thể đắc được đạo quả, cắt được năm cái hạ phần kiết sử mà không có được Đức Phật tới hay là các vị trưởng lão khác tới nhắc nhở. Có ba trường hợp như vậy. Không biết chỗ này các anh chị có nắm được Đức Phật có nói chỗ này. Đó là có ba trường hợp. Trường hợp đầu tiên là có Đức Phật tới nhắc nhở. Trường hợp thứ hai là có các vị đại trưởng lão tới nhắc nhở. Và trường hợp thứ ba thì không có ai tới nhắc nhở, nhưng mà tự mình thấy được rồi cố gắng quán soi trong những giờ phút cuối cùng thì cũng có thể đắc đạo được. Mà cái điều quan trọng là đã từng tu tập rồi, đã có kinh nghiệm rồi. Cái thứ hai là ngay trong cái giờ phút đó buông bỏ tất cả mà chỉ tập trung vào những cái gì Đức Phật dạy thôi, để quán soi thôi. Cái điều đó là cái điều quan trọng. Bây giờ Đức Phật giảng tiếp. Lại nữa, này A Nan, có tỳ khưu, khi chưa bị bệnh, đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, nhưng
chưa đạt giải thoát vô thượng qua đoạn tận ái, chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc qua đoạn tận thủ. Sau đó khi bệnh phát khởi, thân thể đau đớn, mệnh sống suy mòn, được nghe Phật nói pháp, chỉ dạy nhắc nhở, đạt được giải thoát vô thượng qua được giai đoạn, qua đoạn tận ái, được giải thoát khỏi các lậu hoặc qua đoạn tận thủ. Này A Nan, đó gọi là sự phúc lợi từ sự nói pháp, chỉ dạy nhắc nhở của Phật. Đây bây giờ Đức Phật nói ba cái trường hợp tiếp. Ba cái trường hợp này á, là cho những cái vị mà đã cắt được năm cái hạ phần kiết sử rồi, thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân rồi, nhưng mà năm cái thượng phần kiết sử chưa cắt được. Vậy bây giờ cái vị đã bị bệnh nặng thì có Đức Phật tới nhắc nhở, vị ấy hoan hỷ nhớ lại, suy tư trở lại, tự mình nghe suy tư trở lại, và có thể các vị đã cắt được luôn năm cái thượng phần kiết sử. Thì đó là nhờ có Đức Phật tới nhắc nhở, nhưng mà tự bản thân các vị ấy đã đạt được cái năm cái quả đầu tiên rồi, tức là năm, xin lỗi, đã cắt được năm cái sợi dây đầu tiên rồi, thì đó là một cái vị thánh bất lai rồi, thánh nhất lai rồi. Bây giờ cái trường hợp thứ kế nữa là, lại nữa, A Nan có tỳ khưu khi chưa bệnh đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, nhưng chưa đoạt giải thoát vô thượng qua đoạn tận ái, chưa giải thoát khỏi các lậu quật qua đoạn tận thủ, vẫn còn thủ và ái. Thành thử ra, hoặc dù đó là cắt được năm cái hạ phần kiết sử mà vẫn còn cái đó, tức là vẫn còn sắc ái và vô sắc ái, cái vị thánh bất lai. Sau đó khi bệnh phát khởi, thân thể đau đớn, mệnh sống suy bòn, không được nghe Phật nói pháp, chỉ dạy nhắc nhở, nhưng được nghe các vị trưởng lão đa văn tu phạm hạnh nói pháp, chỉ dạy nhắc nhở. Nghĩa là trong trường hợp này thì không có Đức Phật, nhưng mà có các vị đại trưởng lão tới nhắc nhở. Khi nghe pháp xong, đạt được giải thoát vô thượng qua đoạn tận ái, được giải thoát khỏi các lậu hoặc qua đoạn tận thủ, sau nghe xong suy tư thực hành, để cắt được cái ái và cái thủ. Này A Nan, đó gọi là được phúc lợi từ sự nghe pháp, chỉ dạy nhắc nhở, và đạt được cái quả cuối cùng, cắt luôn năm cái thượng phần kiết sử. Lại nữa, này A Nan, có tỳ khưu khi chưa bị bệnh đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, nhưng chưa đạt được giải thoát vô thượng qua đoạn tận ái, chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc qua đoạn tận thủ. Sau đó khi bệnh phát khởi, thân thể đau đớn, mệnh sống suy mòn, không được nghe Đức Phật nói pháp, chỉ dạy nhắc nhở, cũng không được nghe các vị trưởng lão đa văn tu phạm hạnh nói pháp, chỉ dạy nhắc nhở. Nhưng trước kia đã được nghe pháp một mình, bây giờ một mình ở nơi vắng lặng, tư duy thẩm tra quán sát pháp ấy, đạt được giải thoát vô thượng qua đoạn tận ái, được giải thoát khỏi các lậu hoặc qua đoạn tận thủ. Này A Nan, đó gọi là phúc lợi được sự tư duy thẩm tra quán sát pháp đã nghe từ trước. Tức là cái vị này, trường hợp thứ ba là cái vị này là vị thánh bất lai, tức là đã cắt được năm cái hạ phần kiết sử rồi, nhưng mà vẫn còn ái, vẫn còn thủ, mà khi phải bệnh gần chết thì không có Đức Phật tới dạy, mà cũng không có các vị đại trưởng lão tới dạy, nhưng mà cái vị đó ngày xưa đã từng tu tập rồi, bây giờ một mình thôi, tư duy thẩm tra quán sát thì cũng có thể đặt tự mình mà cắt được năm cái thượng phần kiết sử nữa. Đó là trường hợp thứ ba. Mình thấy mà tự trung lại là phải có tu tập từ trước, ý chúng tôi muốn nói là như vậy. Bây giờ Đức Phật nói tiếp: làm sao mà các căn của tỳ khưu Phạt Cầu Na lại không vui tươi, tướng mạo không thanh tịnh, da dẻ không nhận sáng chứ? Trước kia tỳ khưu Phạt Cầu Na khi chưa bị bệnh, chưa đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, bây giờ tỳ khưu này tự mình đã được nghe bậc đạo sư nói pháp, chỉ dạy nhắc nhở, đã đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử. Rồi Thế Tôn xác nhận tôn giả Phạt Cầu Na là đắc quả A Na Hàm. Phật nói kinh này xong, tôn giả nghe những lời Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ, làm lễ rồi rút lui. Tức là Đức Phật nói rằng á, cái tôn giả Phạt Cầu Na đó, lúc trước là phàm tăng, chưa có cắt được năm hạ phần kiết sử. Nhưng khi mà Đức Phật tới thăm, giảng dạy rồi lắng nghe rồi cái hành đó, rồi đạt được, cắt được năm cái hạ phần kiết sử, đắc được cái quả A Na Hàm, tức là quả nhất lai, thì làm sao mà khi mà chết thì cái mặt nó vui tươi thôi.
tức là sẽ tái sinh trở lại làm người, nhưng mà trong những cái cõi tốt, những cái điều kiện tốt để mà tiếp tục một kiếp nữa thôi. Đó, cái Phật, Đức Phật cũng nói là như vậy. Bây giờ thì chúng tôi xin đọc cái phần thảo luận. Một chi tiết nhỏ trong bài kinh được dịch ở trên cũng được đề cập trong bài kinh Pali tương đương, là Đức Phật khi đến thăm Ngài Phakuna bị bệnh sau khi đã hành thiền vào buổi trưa. Điều này đặc biệt đáng chú ý trong phiên bản tạp A Hàm, trong đó có ghi Đức Phật được báo cho biết về tình trạng bệnh của Ngài Phakuna, và kinh văn ghi rõ ràng rằng nhiều người ở trong tình trạng tương tự như thế đã mệnh chung. Như vậy, thật vậy, trong cả hai phiên bản, Ngài Phakuna qua đời không bao lâu sau khi sau chuyến viếng thăm của Đức Phật. Sự kiện mà Đức Phật không được mô tả là ngay lập tức vội đến thăm Ngài Phakuna có thể được hiểu rằng lòng từ bi, quan tâm, hỗ trợ của những người bị bệnh hoặc thậm chí ở bên bờ vực của cái chết, không khiến phải bỏ bê việc thực hành riêng. Trong bài kinh này, ngay cả một người đã hoàn toàn giác ngộ, không phải ngay lập tức đi ra ngoài để gặp bệnh nhân, mà thay vào đó dành thời gian thực hành thiền chính thức của mình. Điều này rõ ràng là không phải vì không quan tâm đến người bệnh. Chúng ta cần phải đọc cùng với sự mô tả về câu chuyện Đức Phật thậm chí sẵn sàng tự tay lau rửa chăm sóc một vị tu sĩ bị bệnh, như được đề cập ở chương 4. Hai câu chuyện này chỉ đơn giản phản ánh các khía cạnh của cùng một thái độ từ bi. Tấm gương Đức Phật đặt ra trong trường hợp của các bài kinh này cho thấy sự cần thiết cho những ai chưa đạt đến giác ngộ phải tinh tấn hành thiền đều đặn để có thể tiếp cận những người khác với sự bình an và với sức mạnh nội tâm từ công phu thực hành riêng của mình. Không có sự tự chăm sóc đúng cách này sẽ không thể chăm sóc người khác theo khả năng tốt nhất của mình. Cái chỗ này, cái điểm này là Ngài Analogio muốn nhấn mạnh, đó là buổi sáng khi có lẽ là trong khi trước khi thọ trai ăn trưa đó, trước khi ăn thì tôn giả Anan có báo cho Đức Phật biết là tôn giả Phakuna bị bệnh nặng gần chết rồi, thỉnh Ngài. Nhưng mà Đức Phật không có đi liền. Ý của Ngài Analogio muốn nói là như vậy, mà Ngài vẫn tiếp tục ăn xong đi nghỉ trưa hành thiền, sau khi xả thiền xong trong buổi trưa thì Ngài mới đi thực hành. Tức là không vì vậy mà mặc vào dầu Ngài quan tâm, nhưng mà không vì vậy mà phải đi liền. Ngài biết là cái vị kia đau đớn như vậy, nhưng mà cũng chưa đến nỗi nào. Ngài vẫn tiếp tục cái thời khóa biểu của riêng mình là phải nghỉ ngơi hành thiền. Sau khi hành thiền xong thì Ngài mới đi thăm. Nhưng mà Ngài rất là từ bi. Không phải như vậy là Ngài không lo lắng, không quan tâm, nhưng mà Ngài vẫn thực hành những công chuyện bình thường của Ngài trước. Rồi cũng có nhắc tới một điều là Ngài từ bi là có lần là Ngài tới thấy đi thấy một cái vị bị bệnh nằm một nơi mà không ai săn sóc, Ngài tự tay chăm sóc, lấy nước ra lau rửa cho đệ tử của mình. Đó là Ngài có lòng rất là từ bi, nhưng mà phải làm cho nó đúng, tức là mình phải hành thiền đầy đủ, cái tâm thanh tịnh rồi thì mới có thể nói pháp giảng cho người khác nghe được. Rồi cái đó là cái điểm nhỏ để nhắc nhở chúng ta biết rằng mặc dù mình muốn giúp người nào thì mình phải ý là cái ý của mình, cái tâm của mình như thế nào trước. Mình phải làm cho cái tâm mình vững mạnh, bình tĩnh trước khi mà đi ra mà thuyết giảng hay là để giảng dạy người khác. Tấm gương của Đức Phật đặt ra trong trường hợp của bài kinh này cho thấy sự cần thiết cho những ai chưa đạt đến giác ngộ phải tinh tấn hành thiền đều đặn để có thể tiếp cận những người khác với sự bình an và sức mạnh nội tâm đến từ công phu thực hành riêng của mình. Không có sự tự chăm sóc đúng cách này, sẽ không thể chăm sóc người khác theo khả năng tốt nhất của mình. Đó là cái ý rất là hay. Tức là nhiều người mình thấy, nhiều khi mình thích ra đi dạy người khác, chỉ người này người kia, ngay khi cái bản thân của mình cũng chưa tới đâu, mình chưa làm được cái gì. Nói ra mình phải để ý coi chừng cái chỗ đó. Nhiều khi đó là do cái ngã mạn thôi, chứ không phải là mình nói là mình từ bi, mình lo lắng người khác, mà thật sự không phải. Đó là cái ngã mạn. Là phải lo cho chính mình trước, mình phải làm sao có mình có một cái sức mạnh nội tâm trước, thì mình mới có thể giúp người khác được. Một khía cạnh khác của bài kinh được dịch ra ở trên là tiềm năng giải thoát của pháp tại thời điểm của cái chết.
Tầm quan trọng của thời điểm của cái chết cũng được đề cập đến trong bài Đại Kinh Phân Biệt Về Nghiệp trong Trung Bộ 136 và bài Kinh Trung A Hàm Thương Đương 171. Đó là nói về hai bài kinh, một cái bài kinh ở Trung Bộ 136 và bài kinh bên Hán Tạng ở Trung A Hàm, bài kinh 171. Hai bài kinh này khảo sát sự phức tạp của nghiệp, cho thấy rằng ngay cả khi người nào đó lúc trước thực hiện những hành động bất thiện với khả năng dẫn đến sự tái sinh ở cõi thấp hơn, vẫn có thể vào lúc chết với tâm ý được thiết lập trong trạng thái thiện lành, không tái sinh vào cõi khổ. Tất nhiên điều này không có nghĩa là quả báo những hành động xấu ác đã hoàn toàn không còn hiệu lực, nhưng có điều là nó không trổ ra trong dịp này. Tức là có ý nói rằng cái thời điểm này, khi mà gần cảnh kề cái chết nó rất là quan trọng. Có khi có những người họ làm có những hành động bất thiện, nhưng mà khi mà chết rồi cái tâm họ thiện lành thì cũng có thể tái sinh vào cõi tốt. Dĩ nhiên là những cái quả xấu đó vẫn còn đó chứ không phải là không, nhưng mà ít ra trong cái thời điểm khi mà tái sinh liền lập tức thì ta vào cái cõi tốt, rồi có thể vào cái cõi tốt đó rồi thì họ vẫn còn chịu những cái quả báo xấu nữa, hoặc là chỉ có một thời gian ngắn họ là phải tái sinh vào cái cõi xấu trở lại do những cái nghiệp ác mà họ đã tạo ra từ lúc trước, mình không biết được. Nhưng mà cái điều ý là ngay cái lúc cận tử đó, cái tâm của họ nó quan trọng để mà đưa họ đi tái sinh ở chỗ nào. Đoạn kinh văn có liên quan trích từ bài kinh trong Trung A Hàm như sau: nếu một người không từ bỏ sát sinh, không từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, không từ bỏ uống các loại rượu, không từ bỏ tà kiến, nhưng khi chết khởi lên các tâm và tâm sở thiện, trạng thái tâm tương ứng với chánh kiến, nhờ nhân này duyên này khi thân hoại mạng chung được sinh vào cõi lành, được sinh vào cõi trời. Tức là nhưng mà mình chỉ sinh, mình nhớ một điều là cứ giúp mình tái sinh vào cái cõi tốt thôi, nhưng mà ở cõi tốt đó được bao lâu là cái chuyện khác, nó còn tùy theo những cái nghiệp khác nữa. Cũng thí dụ như bây giờ mình có thể dụ này một cách đơn giản là mình tái sinh vào trong một cái trong phương Tây chẳng hạn, mình có một đứa nhỏ, đứa cháu gì đó nó sinh ra ở bên Mỹ, sinh ra bên Úc vậy đó, thì tương đối cái không khí xã hội, cái hoàn cảnh xã hội tốt, an ninh, rồi có đầy đủ những cái chuyện phúc lợi xã hội này kia, mà có cái môi trường sạch sẽ. Nhưng mà khi nó lớn lên, nó có là người tốt hay không, hay là nó được sung sướng hay không, làm một chuyện khác. Có thể sinh vào cái cõi tốt nhưng mà chưa hẳn là cái cuộc đời nó sẽ tốt. Và chỗ này Kim Dung có hiểu chỗ này, thành thử ra có thể giúp cái người đó tái sinh vào cái cõi tốt, nhưng mà chưa có hẳn là có thể hưởng được những cái quả tốt, bởi vì còn những cái nghiệp ác có thể trổ ra nữa. Là mới thấy ngay cả những cái người trong cái xã hội chẳng hạn chúng ta ở Úc, trong cái xã hội tương đối tốt lành, ai cũng khen này nọ, nhưng mà mình cũng thấy ngay cả trong cái khu chúng tôi đang ở bây giờ thì có những người khổ sở vô cùng, cũng dính vào trong những chuyện ma túy, rồi say rượu, rồi gia đình cũng gây lộn, đủ thứ chuyện khổ sở, chứ không phải là không phải là sống ở xã hội này là tốt hết đâu. Chị Nguyên Tệ có thấy, có hiểu được chỗ này. Nó chỉ giúp được tái sinh vào trong cái cõi tốt thôi, nhưng mà có tiếp tục được hay không là cái chuyện khác nữa. Đoạn kinh trích dẫn này cần phải được đọc cùng với mô tả về tình trạng khó khăn của một người không duy trì các hành vi đạo đức và phải đối mặt với cái chết đang đến gần. Trường hợp đó được mô tả trong bài kinh của Trung A Hàm, kinh Si Tuệ Địa 199, tương đương với kinh Trung Bộ 129 như sau: người ngu si kia, thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, người ấy bị bệnh tật đau đớn, ngồi nằm trên giường hoặc ngồi nằm trên ván, ngồi nằm trên đất. Thân tâm người ấy cực kỳ đau khổ, đến nỗi người ấy muốn chấm dứt mạng sống. Bấy giờ những thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh của người ấy được trao ngược từ trên cao. Giống như lúc xế chiều khi mặt trời lặn xuống sau núi cao, bóng núi dốc ngược trên mặt đất. Cũng vậy, những thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh của người ấy bấy giờ đang trao ngược từ trên cao. Người ấy tự nghĩ, đó là những thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh của ta đang đổ ngược từ trên cao. Ta xưa kia làm ác nhiều, không tạo phước. Nếu có nơi nào dành cho những người ác, hung bạo, làm việc phi lý, không làm lành, không tạo phước, không tìm nơi nương tựa, tránh được sợ hãi, ta
sẽ được, sẽ bị đưa đến những chỗ ác đó. Do đó mà người ấy sinh hối hận, vì hối hận mà cái chết không nhẹ nhàng, mạng chung trong cảnh bất thiện. Thì nói những cái người này, tức là khi mình còn sống mình làm ác, thân khẩu ý của mình, thân miệng, những cái ý của mình làm ác hết. Nhưng là khi mình gần chết rồi mình thấy lại, nhớ lại những chuyện mình làm. Đó là những cái kiểu mà có một số tâm lý học ngày nay họ cũng nói, cái người gần chết tự nhiên họ sáng suốt trở lại, họ thấy được những cái gì mà họ đã làm từ từ xưa, từ từ khi họ còn sống. Thì lúc đó là một cái tâm họ bức rứt hối hận. Bởi vì cái tâm bức rứt hối hận như vậy thì họ sẽ tái sinh vào những cái cảnh khổ, chứ không tái sinh vào cảnh sơn. Y như vậy. Biểu hiện của sự hối hận và tội lỗi liên quan đến một cái gì đó bất thiện được thực hiện trước đây thực sự là một tính năng thường thấy ở những người bệnh trong giai đoạn cuối đời. Mình thấy như vậy. Đó là cái quan sát của sư Analayo cũng như một số các nhà tâm lý học cả. Thành thử ra họ nhớ là họ sợ lắm. Có những người mà làm ác là hối hận lúc thường, và họ lúc bình thường, họ lúc bình thường mà họ khỏe mạnh họ cứng rắn lắm. Mặc dù là họ biết là trong trong quá khứ họ làm bậy, nhưng mà họ cứng rắn, nói có vẻ rất là tự tin. Nhưng mà khi gần chết thì họ nhớ lại, họ sợ, hối hận, đau khổ, cắn rứt. Và khi mà cái tâm như vậy thì sẽ chết trong cái tái sinh vào cái cõi khổ. Do đó tốt nhất là trong khi vẫn còn sống khỏe, ta phải cố gắng tránh tạo ra điều kiện cho cái bóng dáng sợ của hành vi xấu xa phát sinh, và từ đó thiết lập cho bản thân mình một tâm trạng không sợ hãi thông qua việc mình đã duy trì các hành vi đạo đức trong đời sống như được mô tả trong chương 9. Đó thì ra cái tốt nhất bây giờ là mình cố gắng sống thiện, đừng có làm ác. Thành ra khi mình làm như vậy là mình không có hối hận. Thành ra khi mình chết mình không có nghĩ đến những cái chuyện đó, bởi mình không có làm những cái chuyện ác. Tuy nhiên trong trường hợp bệnh nhân không thành công về mặt này, tại lúc cận kề cái chết, ít nhất người ấy cũng có thể phát khởi một tâm bất thiện, một xin lỗi, một tâm thiện kết nối với chánh kiến, như là một tia nắng tạm thời xua tan bóng râm hối hận về những việc làm bất thiện trong quá khứ. Đặc biệt ở đây, chánh kiến là sự hiểu biết về tứ thánh đế, chẳng hạn như chịu trách nhiệm về lòng tham thủ do vô minh đã thúc đẩy các hành vi bất thiện trong quá khứ, và dùng sự thừa nhận trung thực này như là một cơ sở để nuôi dưỡng tuệ quán và tự do thoát ra khỏi lòng tham thủ. Nhưng mà cái người ấy thật sự đang trong cái lúc mà còn sống vẫn có tu, vẫn có biết đạo pháp chứ không phải là không. Nếu mà mình như vậy thì khi mình chết có ai nhắc nhở hoặc tự mình nhớ lại nhớ lại giáo pháp thì cũng tạm thời, tạm thời là đánh xua tan cái hối hận của mình. Tạm thời như vậy thì khi mà mình chết mình có thể bình an hơn. Và cái quan trọng nhất là mình hiểu về tứ thánh đế, khổ tập diệt đạo. Mình phải hiểu, phải học, mình suy tư ngay từ bây giờ. Mình thấy được cái khổ, cái nguyên nhân của khổ là do lòng tham thủ. Và lòng tham thủ đó có thể diệt trừ được. Nó là diệt, mà cái con đường diệt trừ đó là gồm có 8 phần tử, tức là bát chi thánh đạo. Vào thời điểm quan trọng, cận kề cái chết, cái nhìn về pháp nói trên có thể xem như cung cấp chất xúc tác cho chuyển hóa và có tác động quyết định, hoặc là về cõi tái sinh trong tương lai, hoặc là tạo ra một bước đột phá sâu sắc hơn mà trước đó trong khi vẫn còn sống, khỏe mạnh, không thể đạt được. Ngay cả khi người ấy không quan tâm đến viễn ảnh tái sinh trong những đoạn trên, thời khắc cuối cùng trước khi qua đời chắc chắn là một thời điểm mạnh để biến đổi và thăng hoa tâm trí của người ấy. Cái ý của Ngài Analayo nói rằng đó, cái tâm trí của mình lúc mà mình gần chết nó rất quan trọng. Bởi vì nó quyết định vào cái cõi tái sinh ngay lúc đó, và khi mình chết. Cái tâm mình lúc đó mới mà cái tâm thiện, cái tâm an ổn đó, thì chết vào cõi tốt, tái sinh vào cõi tốt. Và cái tâm mình bất an, hối hận, chao đảo thì mình tái sinh vào cõi xấu. Nó quan trọng. Mà rồi vào trong cái cõi đó ở được bao lâu là do cái nghiệp thiện hay nghiệp ác của mình nữa. Nhưng mà đây chỉ nói là cái cõi tức khắc sau khi mình chết là đi về đâu là do cái tâm ngay lúc lúc đó. Và nếu mà mình thêm một điều nữa mà chúng tôi có trình bày hồi nãy đó, tức là khi trong những giờ phút gần chết rồi mình thấy rõ ràng là mình gần chết rồi,
thì cũng có khi mình buông bỏ được, mình không còn sợ nữa, bởi vì không còn bị vướng mắc vào cái gì hết, mình biết rằng không có lợi gì, không còn cái lý do gì mình vướng mắc những cái chuyện khác, vậy là mình tập trung trong những cái giờ phút cuối cùng thì mình có thể tập trung tâm ý vào đó, để mà đột phá, mà phát tuệ được ngay lúc đó. Lý tưởng nhất là bước đột phá trên được hỗ trợ của những người có khả năng khuyến dạy về sự buông xả và phát triển tuệ quát. Nếu mọi việc xảy ra tốt đẹp, những huynh đệ đồng tu sẽ có mặt ở đó để hỗ trợ và khuyến khích. Thậm chí có thể đọc các đoạn pháp mà người bệnh đã chọn sẵn từ trước. Tức là khi mà mình lý tưởng nhất là khi mà mình có tu rồi, mình có bạn đồng tu, hoặc là có những vị thầy mà mình kính mến, mình tin tưởng. Là khi mà mình gần lâm chung là cái vị đó tới nhắc nhở mình, tới thăm mình. Là điều đó rất là cần. Tu hành, ăn cơm có canh, tu hành có bạn là ngay chỗ đó. Nhắc nhở. Chứ còn bây giờ mình không có quen biết ai, tự nhiên cái trong nhà thỉnh một đạo tràng tới tụng AIA, nhiều khi họ sợ. Họ không, bây giờ họ chưa quen nghe, mà chưa quen thấy một cái đạo tràng như vậy mà tới thăm. Ra khi mình còn khỏe, hoặc là ngay trong thân nhân của mình phải cố gắng khuyến khích các vị đó đi chùa, tham gia những cái đạo tràng tụng kinh hoặc nghe pháp này nọ, để có một cái lòng tin, một sự quen thuộc trước cái đó. Khi gần chết thì nó mới có hiệu nghiệm. Các vị đó trong trong chùa tới tụng thì mới 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 có hiệu nghiệm. Và ngay chẳng hạn Chàm Pram cũng vậy, khi mà ngài được Phật tử thỉnh đi tới thăm thân nhân thì ngài tới chỉ khuyên, nên ngài không có nói nhiều, nhẹ nhàng. Nhưng mà những cái người mà trong giờ phút lâm chung, thường thường là những Phật tử khác mà đã quen biết với ngài rồi, thì thấy họ, khi họ thấy ngài tới, họ họ mừng lắm, họ hoan hỷ, rồi từ đó họ ra đi rất là nhẹ nhàng đó. Tuy nhiên người ấy cũng không nên kỳ vọng rằng đến lúc đó sẽ có được một sự hỗ trợ lý tưởng như thế. Tức là cái chuyện mà có Đức Phật, hoặc là có những đại đệ tử, hoặc là những vị trong đồng tu tới thăm thì là lý tưởng rồi. Nhưng mà không có thì sao? Thành thử cái bài kinh cũng đưa ra trường hợp thứ ba, là không có ai hết tới thăm thì sao? Vì lý do này, bài kinh được dịch ở trên được đưa ra một giải pháp khác là chú tâm nhớ lại pháp đã từng nghe, tư duy, thẩm tra, quán sát các pháp ấy. Đây là một giải pháp thay thế trong trường hợp đến lúc gần lâm chung, người ấy không có thầy hay bạn đồng tu tới hỗ trợ khuyến nhủ. Ra mình thấy cái bài kinh này rất là hay, rất là tổng lý, đưa ra ba trường hợp. Khi của một cái người gần chết, cái người đó may mắn nhất là có Đức Phật tới thăm. Thứ hai là có, trường hợp thứ hai là có những vị đại đệ tử tới thăm. Trong cái bối cảnh của chúng ta bây giờ thì không có Phật, không có vị đại đệ tử trưởng lão, thì ít ra chúng ta có những cái vị thầy tốt mà mình tin tưởng, hoặc là có đạo tràng mình từng sinh hoạt chung với nhau, có bạn bè tốt, bạn đạo tốt tới thăm khuyên giải cũng như nhắc nhở mình. Đó là những cái trường hợp tốt. Nhưng mà bài kinh cũng đưa ra cái trường hợp thứ ba mà cũng có thể xảy ra cho nhiều người trong cái thời đại này, tức là không có thầy tới thăm, đến không kịp. Vì sao? Không có bạn đồng tu tới không kịp. Khi mình nằm cô đơn, nhiều khi gia đình có bị bệnh chuyện này chuyện kia, mình đau rồi mình nằm ở trong nhà, trong bệnh viện đó, anh mà có một bệnh thì sao? Thì mình vẫn có thể biết được giờ phút cấp gần chết rồi, mình có thể tập trung nhớ lại những cái điều gì mình đã học, đã nghe, rồi mình chú tâm mình nhớ lại. Nhớ lại, mình có thể tư duy, mình ra đi một cách nhẹ nhàng, hoan hỷ. Điều này dẫn đến nhu cầu cần phải trang bị cho mình đầy đủ kiến thức về pháp, để mình thực sự có thể quán soi tại một thời điểm như vậy, tức là mình có thể tự mình làm. Nên ra mình phải thực hành ngay từ bây giờ, phải tự học, tự tu, chứ không phải mà nhờ cậy người khác mỗi ngày cho nó quen. Đầy đủ ở đây có nghĩa là trong trường hợp phải đối mặt về cái chết của chính mình, người ấy sẵn sàng làm điều đó. Lúc đó mình phải nhớ, mình buông bỏ tất cả, không có dính mắc những cái chuyện đời nữa, mà chỉ tập trung vào cái phương diện tâm linh của mình. Theo cách này, bài kinh ở đây cho thấy tầm quan trọng của việc học và tiếp thu pháp, đặc biệt là các giáo lý cốt lõi về tuệ quán và sự buông xả. Phải buông xả này. Nói thì dễ, làm thì khó, nhưng mà mình phải nói trước,
Rồi từ từ mình thực hiện. Chứ không phải ai mà muốn thực hiện được liền. Thật ra mình phải tập ngay từ bây giờ. Bất cứ đoạn kinh văn nào mà ta có thể thấy đặc biệt hữu ích trong phương diện này, ta cần phải quen thuộc với các đoạn kinh văn đó ngay từ bây giờ. Tức là bây giờ mình đọc ra những cái bài kinh nào mình thấy mình đắc ý, mình tâm ý, mình thấy nó đúng, hiểu, áp dụng được là mình phải nhớ. À, lúc kia mà mình gần chết mà không có ai tới nhắc nhở thì mình tự mình nhắc nhở cho chính mình. Trong bối cảnh cổ xưa, điều này có nghĩa là học thuộc lòng. Mặc dù ngày nay có thể dễ dàng truy cập các kinh văn, ta không thể chắc chắn sự truy cập như vậy sẽ có sẵn trong thời điểm cận kề cái chết. Một tai nạn bất ngờ có thể xảy ra và ta có thể sẽ ở trong tình huống không có các bạn đồng tu đến nhắc nhở, khuyến giải thực hành pháp, mà cũng không thể truy cập thư viện cá nhân dù là bản in hay kỹ thuật số. Vì thế, ta cần phải gần gũi, quen thuộc và ghi nhớ những đoạn kinh ngắn hay những lời giải chọn lọc hoặc những vài câu kệ hay các câu hướng dẫn xúc tích để ta suy quán cho riêng mình. Để có những chọn lựa thích hợp, có thể thử hình dung một cách rõ ràng và sống động về cảnh mình sắp sửa qua đời. Ta cần có những đoạn kinh văn nào hay suy tư quán soi như thế nào có ích lợi nhất ngay lúc ấy. Tu giữ một tinh thần tự lực như thế giúp tạo ra một nền tảng vững chắc để khai thác tốt nhất tiềm năng giải thoát tại thời điểm lúc mình sắp sửa mệnh chung. Cái điều kiện này rất là thực tế. Không biết là chị Kim Nhung hoặc Tính Pháp, chị Nguyên Tệ có thấy rõ chỗ này. Bây giờ mình phải nhớ, hồi xưa thì học thuộc lòng, bây giờ thì cái gì mình cũng nhờ mở ra một cái điện thoại smartphone rồi mình vô truy cập một cái website nào đó, trang web nào đó, lấy ra đoạn kinh đọc hoặc là có cuốn sách đọc. Nhưng mà khi dụ mình tưởng tượng khi mình nằm ở trong bệnh viện hay nằm ở giường không có thầy bạn là tới thăm kịp, mình biết mình gần chết, mà cái thân thể mình bạc nhược đọc cũng không được, mà không có sử dụng máy móc gì được thì mình làm sao đây? À, rất là thực tế. Anh Dũng có hiểu được cái này. Mình thử ra bây giờ mình phải tưởng tượng nếu mình trong cái lúc hoàn cảnh đó thì mình tu tập kiểu nào để mình chết đây. Là bây giờ mình phải tập, mình lựa ra một cái bài kinh hay một cái đoạn kinh nào đó hoặc là một cái câu kệ nào đó mà mình đắc ý, mình hiểu, mình học thuộc lòng, mình tụng tới tụng lui, tụng tới tụng lui, tụng tới tụng lui cho quen. Rồi chừng đó nếu không có ai hết thì mình tự mình làm, mình không cần nhờ một cái tha lực nào hết. Mình vẫn có thể chết một cách yên yên lặng được, tức là mình phải tập chết ngay từ bây giờ. Mà chúng tôi cũng thường hay nói là chúng tôi chỉ cần nghe bản thân chúng tôi chỉ cần nghe câu tụng tiếng Pali về ân đức Tam Bảo thôi, bởi vì mình tụng hàng ngày, ngày hai thời, tụng tới tụng lui, mà bây giờ mỗi lần mình nghe như vậy là mình quan hỷ. Bây giờ nếu chúng tôi rảnh, chẳng hạn như thay vì mình rảnh mình đang lái xe như vậy mở nhạc nghe, không có đâu, chúng tôi chỉ tụng lẩm nhẩm ở trong miệng mà thấy quan hỷ vô cùng. Tụng tới tụng luôn cái bài kinh tụng, tính kinh tụng hàng ngày chừng khoảng 7 phút đồng hồ thôi. Tụng nhưng mà tán dương ân đức Tam Bảo. Nếu mà trong tương lai khi có dịp chúng ta sẽ trình bày lại. Mà cái đó chỉ là kinh nghiệm riêng của cá nhân thôi, không có nghĩa là nó áp dụng được cho người khác. Chúng tôi đã thử tới thử lui cũng nhiều năm rồi, cuối cùng mới là chọn một cái giải pháp mà thích hợp cho riêng mình. Ở đây chia sẻ rồi. Bây giờ nếu mà mình có chết hay là ở một nơi nào đó, nhiều khi bị tai nạn bất ngờ chẳng hạn, nhưng mà chúng tôi đi chơi, đi một mình chẳng hạn, về Việt Nam hay đi một mình qua Thái Lan rồi bị tai nạn thì sao? Trong đó vợ con là không có, bạn bè không có hết rồi sao? Nằm ở một cái bệnh viện, bệnh xá mà hoàn toàn xa lạ, không có nói được tiếng của mình, mà không có ai hiểu mình hết, thì lúc đó mình chết như thế nào? Cái chuyện đó có thể xảy ra được. Chị Minh Tuệ có thấy được cái này không? Có thể xảy ra, chứ không phải mình nói như vậy là hù dọa, như là nó có trường hợp thực tế. Lúc đó làm sao? Đâu có phải là có cái cuốn sách hay là có cái kinh tụng niệm hay cái gì đâu. Từ đó là mình làm sao? Thì đó mình phải sửa soạn ngay từ bây giờ là như vậy. Thì chúng ta thấy rất là hay. Và chúng ta xin chấm dứt cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Trong cái suốt 90 phút giờ qua, nếu mà có chúng tôi có nói chia sơ sót thì cũng mong kính mong quý chư tổng đức tăng ni và quý anh chị quan hỷ thông cảm cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì chúng ta xin phép được đọc cái phần hồi hướng.
Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thân lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sinh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị đạo hữu, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi xuống mic và rời rung, chúng ta xin thành kính chúc tất cả quý chư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị đạo hữu được nhiều điều an vui trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.